thần cấp ở rể. chương 361, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Hơn 7 giờ tối, Diệp vô phong với Bạch Trấn Vũ cũng uống được kha khá rồi. Bạch Trấn Vũ tự mình bắt taxi về nhà, Bạch Tinh Đồng cùng Diệp vô phong đi dạo phố. Đột nhiên cô ta nhận được điện thoại, Bạch Tinh Đồng, nghe nói cậu về Phụng Thiên rồi à, sao không liên lạc với tụi mình? Không lẽ cậu quên hết mấy đứa bạn cấp 3 tụi mình rồi hả? Giản Phúc Linh, sao cậu lại nhớ tới việc gọi điện cho mình vậy? Bạch Tinh Đồng cảm thấy kỳ lạ hỏi. Giản Phúc Linh nói, chúng ta năm đó thế mà lại huynh đệ tương tàn, mình làm sao có thể không nhớ ra cậu cơ chứ. Đúng rồi, mình vừa có bạn trai mới, cậu có muốn gặp mặt không? Bạch Tinh Đồng cười khổ, mình thà không gặp. Giản Phúc Linh nói, gia cảnh anh ấy rất tốt, tình cờ là tối nay mình cũng rảnh, cậu lại đang ở Phụng Thiên, hay là gặp mặt đi, chúng ta cũng lâu rồi chưa có gặp nhau. Được thôi. Bạch Tinh Đồng liếc nhìn Diệp Vô Phong một cái rồi đồng ý. Nửa tiếng sau, tại quán cà phê Alice, Bạch Tinh Đồng liền nhìn thấy cô bạn thân, huynh đệ tương tàn, giản Phúc Linh của mình. Diệp Vô Phong ngồi bên cạnh, đờ người ra mơ mơ màng màng trong cơn say. Bạch Tinh Đồng, lại đây ôm một cái nào. Giản Phúc Linh thấp hơn Bạch Tinh Đồng một cái đầu, vừa gặp nhau cô ta đã nhiệt tình chạy tới ôm lấy Bạch Tinh Đồng, vừa ôm vừa hôn tới tấp. Lâu rồi không gặp, mình nhớ cậu quá. Đúng rồi, Bây giờ cậu làm nghề gì? Thăng lên đến chức vụ nào rồi?" Bạch Tinh Đồng nói, "Mình đang làm cảnh sát." Audio điện tử Võ Tấn Bền. "Cảnh sát à, người bảo vệ nhân dân." Giản Phúc Linh giật mình, "Đúng rồi, đây là bạn trai của mình, Dương Tiểu Đông." "Thế nào, qua được không?" Nhìn thấy dáng vẻ phô trương của Giản Phúc Linh, Bạch Tinh Đồng chỉ lịch sự gật đầu, "Chào anh." Dương Tiểu Đông từ khi nhìn thấy Bạch Tinh Đồng đôi mắt cứ dán lên trên người bạch tinh đồng nhất là khuôn mặt và ngực của cô ta nhìn qua nhìn lại một chút cũng không rời mắt giản phúc linh có chút khó chịu dương tiểu đông anh như vậy là có ý gì hả em nói cho anh biết đây là bản thân của em bạch tinh đồng anh đừng có mà tơ tư tưởng tới cô ấy dương tiểu đông nở một nụ cười sao có thể chứ cô bạch xin chào cô em thật là đẹp rất vui được gặp em cái tên dương tiểu đồng này thoạt nhìn có vẻ mới đi du học về, khá là kiêu ngạo và độc đoán, duy chỉ có thái độ đối với Bạch Tinh Đồng là có chút nịnh nọt. Vẻ đẹp của Bạch Tinh Đồng, đó mà một vẻ đẹp trưởng thành và đầy nóng bỏng, hầu như bất kỳ một người đàn ông nào khi nhìn thấy thì đều sẽ động lòng. Không, tất cả đàn ông trong quán cà phê đều đang lén nhìn về phía này, rõ ràng, người bọn họ đang nhìn không phải là Giản Phúc Linh mà là Bạch Tinh Đồng. Vị này là bạn trai của em sao? Cậu ta làm chức vụ gì? Sương tiểu đông đầy cao ngạo, dáng vẻ như từ trên cao khinh bỉ nhìn xuống Diệp vô phong, điệu bộ đến ngay cả cái bắt tay cũng không muốn. Diệp vô phong thất nghiệp, Diệp vô phong trả lời đơn giản, tiếp tục nhắm mắt lại, không biết là đang trôi lạc ở chốn thần tiên nào rồi. Giản phúc linh có chút chán ghét nhìn Diệp vô phong, lặng lẽ kéo bạch tinh đồng sang một bên, này chỉ là một con ma men liền có thể biến cậu thành tù nhân rồi. Bạch tinh đồng, có phải mắt cậu bị mù rồi không vậy? nhìn bạn trai mình xem, anh ấy là người thừa kế của tập đoàn tạ thị đó. Tương lai còn có thể sở hữu khối tài sản lên đến 9.000 tỷ đồng. Ha ha! Bạch Tinh Đồng cười hứng hờ, cậu thực sự đã câu được một con rùa vàng rồi, chúc mừng cậu. Giản Phúc Linh cười tươi như hoa, đương nhiên rồi. Dương Tiểu Đông đối với mình rất tốt. Không chỉ vậy, hai ngày trước còn mua tặng mình một chiếc siêu xe màu đỏ, hôm nay mình đã lái nó tới đây đấy. À, chiếc xe này khởi động không cần chìa khóa, đây là con chip của nó, đẹp không? Dương Tiểu Đông dáng vẻ khinh bỉ liếc nhìn Diệp Vô Phong, tâm địa khó lường, thất nghiệp. Vậy mà còn dám ra vẻ trước mặt anh đây, đến cả việc đứng dậy bắt tay cũng không biết làm hả? Anh ta cười nói, Bạch Tinh Đồng, nếu em thích, tôi tặng em một chiếc, đảm bảo đẳng cấp hơn chiếc xe này nhiều. Anh, chấm ANS nói cái gì? Giản Phúc Linh chừng mắt nhìn Dương Tiểu Đông. Dương Tiểu Đông phớt lờ sự tồn tại của cô ta, ánh mắt dán chặt vào Bạch Tinh Đồng nói, Bạch Tinh Đồng, em có tin vào việc yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Tôi ngay lần đầu gặp em đã biết rõ, em chính là người con gái mà tôi vẫn luôn tìm kiếm lâu nay. Tôi tình nguyện trở thành chàng bạch mã hoàng tử trong lòng em, cho tôi một cơ hội được không? Bất kể là em muốn gì tôi đều có thể cho em. Nhẫn kim cương, siêu xe, đồng hồ hiệu, hay là túi sách, bạch tinh đồng vốn không thèm để ý đến anh ta, cô ta cầm lấy tay Diệp Vô Phong, lát nữa tôi còn có việc, tôi đưa anh về trước nhé. Diệp Vô Phong ánh mắt mịt mờ liếc nhìn Dương Tiểu Đông một cái, phải về nhà rồi sao? Được thôi. Dương Tiểu Đông sốt sắn, bạch tinh đồng, em không nghe tôi nói gì sao? Tôi đối với em thật sự nghiêm túc đó. Bạch tinh đồng lạnh lùng, Dương Tiểu Đông, tôi là bạn thân của Giản Phúc Linh, còn anh là bạn trai của cô ấy, vì vậy mong anh hãy tự trọng cho. Dương Tiểu Đông bật cười, tự trọng không phải giản phúc linh chỉ đơn giản là nhìn chúng gia sản của nhà tôi sao? Người đẹp, em xinh đẹp hơn giản phúc linh nhiều, tôi thích em, cho nên em đừng quá quan ngại việc em thích tiền của tôi. Cứ suy nghĩ kỹ đi. Đây là bạn trai của tôi. Bạch Tinh Đồng liếc nhìn Diệp vô phong, anh chú ý lời nói của mình một chút. Chú ý một chút, tập đoàn tạ thị của tôi dù gì cũng là một công ty lớn có tiếng ở cái thành phố Phụng Thiên này tôi chỉ cần tùy tiện nói vài lời liền có thể đưa em lên vị trí giám đốc điều hành của tập đoàn tạ thị. Cô Bạch Hà, em còn làm cái gì mà cảnh sát nữa chứ, chút tiền lương còn con hàng tháng đó còn trả đủ cho tôi ăn một bữa cơm. Em suy nghĩ kỹ một chút, chỉ cần em đồng ý làm bạn gái tôi, tôi lập tức tặng em một chiếc siêu xe, một lời nói ra sẽ không bao giờ rút lại. Dương Tinh Đồng rất tin tưởng vào sự hấp dẫn của đồng tiền, nhìn dáng vẻ chắc cũng nắm được giản phúc linh trong lòng bàn tay rồi nhưng mà thằng cha này cũng quá kỳ dị rồi, tự nhiên ở trước mặt giản phúc linh mà lại đi tán tỉnh bản thân của cô ấy. Diệp vô phong cuối cùng cũng mở mắt ra, nhìn về phía dương tinh đồng, biến ra xa một chút, anh còn dám quấy rối bạn gái tôi, tôi sẽ không khách khí đâu. Dương tinh đồng tức giận, cái thứ rác rưởi như anh mà dám nói không khách khí với tôi. Có tin vệ sĩ của tôi đánh anh lên bờ xuống ruộng không hả? Tôi khinh. Dương tinh đồng, anh thật quá đáng. Giản Phúc Linh dương dương nước mắt, anh chiếm được rồi nên giờ muốn đá tôi đúng không? Dương Tinh Đồng lạnh lùng liếc nhìn cô ta, loại con gái như cô, ở cái tỉnh Phụng Thiên này tôi tùy tiện cũng vớ lấy được cả nắm. Tuy nhiên, đẹp được như cô em đây thì ở Phụng Thiên này quả thật không có nhiều, hôm nay tôi có thể gặp được cô ấy, chắc chắn là do số phận đã an bài. Đây là cơ hội mà ông trời đã ban cho tôi, tôi làm sao có thể dễ dàng bỏ qua được. Giản Phúc Linh thật sự không ngờ, cô vốn dĩ gọi bạn thân tới đây chỉ là muốn khoe bạn trai giờ kết cục lại bị làm cho mất hết cả thể diện cái tên dương tiểu đông này trên giường thì bao nhiêu lời đường mật đều nói ra hết bây giờ thì lại trở mặt như chưa từng có chuyện gì xảy ra giản phúc linh đầu óc trống rỗng cả buổi trời vẫn chưa có phản ứng lại nhưng về chuyện này bạch tinh đồng cũng không tiện khuyên ngăn cô chỉ đành nắm tay kéo diệp vô phong ra ngoài này cô bạch chờ tôi với dương tiểu đông chạy theo sau Bạch Tinh Đồng tức giận biến đi. Tránh xa chúng tôi ra một chút. Dương Tiểu Đông nhìn chằm chằm chiếc xe đã chạy xa của Bạch Tinh Đồng, vội vàng vẫy tay vệ sĩ của mình đuổi theo. Xem xem cô ấy sống ở đâu, tôi nhất định phải tìm cho ra cô ấy. chương 362, si tình đến thế. Người thừa kế tập đoàn nhà họ tạ lại mang họ Dương. Diệp vô phong ngồi ở trên ghế phó lái, lẩm bẩm nói. Rất bình thường mà, tập đoàn nhà họ tạ do một tay mẹ của Dương Tiểu Đông là tạ đại chân một tay tạo dựng mà, mà bố của Dương Tiểu Đông đương nhiên là họ Dương. Bạch Tinh Đồng giải thích, đúng rồi. Chúng ta còn từng đánh một trận với bà mẹ tranh chua của Dương Tiểu Đông đấy. Diệp vô phong thở dài, mẹ nào con nấy, Dương Tiểu Đông bạc tình thiếu thốn tình cảm, cô bạn thân kia của cô xem ra cũng là bị anh ta chiếm tiện nghi, chẳng qua còn có được một chiếc xe thể thao, coi như là bồi thường cho cô nàng hám giàu đó thôi. Bạch Tinh Đồng nói, lúc giản phúc linh học cấp 3 thành tích học tập vẫn rất tốt. Thật sự là không ngờ được sau khi tốt nghiệp đại học thế mà lại cùng một thằng trai đều dây dưa với nhau. Tôi đột nhiên cảm thấy, cái cô bạn thân gì đó kia của cô có khi ngay cả cái xe thể thao cũng chưa chắc có thể lấy được. Diệp vô phong bỗng nói tiếp đề tài này, bởi vì anh nhìn từ kính chiếu hậu thấy được mấy tên vệ sĩ của bọn Dương Tiểu Đông qua đây. Hả, ý anh là, Bạch Tinh Đồng cũng hiểu được đôi chút, vừa rồi ở ngay trước mặt cô ta và Diệp vô phong, Dương Tiểu Đông còn có thể đối xử như thế với giản phúc linh, như thế thì việc muốn đòi lại cái xe thể thao kia, Dương Tiểu Đông khẳng định có thể làm ra được, điểm này quả thật không thể nghi ngờ. Diệp Vô Phong nói, tôi nghĩ, chúng ta sẽ gặp lại Dương Tiểu Đông nhanh thôi, đến lúc đó hỏi một chút chẳng phải sẽ biết ư. Bạch Tinh Đồng gật đầu, ừm, um, nếu anh ta thật sự đòi xe về, tôi thật sự khinh thường anh ta. Diệp Vô Phong buông lỏng tay, giá của một chiếc xe thể thao ít nhất cũng đã hơn 3 tỷ, dương tiểu đông muốn lợi ích ở mức tối đa có thể để cô ấy lái mấy ngày đã là tốt lắm rồi hừ chẳng qua là tôi thấy khó mà nuốt trôi được bạch tinh đồng nghiến răng nghiến lợi cô trước tiên cứ tùy ý tìm một khách sạn đỗ xe ở trước cửa khách sạn là được diệp vô phong căn dặn hả tôi và anh cùng đi khách sạn ấy hả tâm hồn thiếu nữ của bạch tinh đồng rối loạn một hồi nhìn về phía diệp vô phong trong ánh mắt tràn ngập chờ mong diệp vô phong căn bản là không nhìn cô ta chỉ nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu, đám vệ sĩ của Dương Tiểu Đông rất nhanh sẽ đến đây thôi, như thế thì vị tiểu thiếu gia này nhất định cũng sắp tới nơi rồi. Đến lúc đó, cô có thể vừa lúc mà hỏi anh ta. Thật ra cảm giác của Diệp vô phong rất tốt, nhất cử nhất động của Bạch Tinh Đồng Anh đều biết rõ rành mạch. Nhưng khó tiếp thu nhất là ân tình của người đẹp, trong nội tâm của Diệp vô phong chỉ toàn là ái náy đối với Bạch Tinh Đồng, thật sự không dám tiếp tục loại quan hệ thân mật với cô ấy như trước. Ừ, Bạch Tinh Đồng thất vọng, nhưng rất nhanh liền lái xe dừng ở trước cửa một nhà trông giống khách sạn gia đình, sau đó đi cùng Diệp Vô Phong vào trong khách sạn. Ở lại 5 phút, sau đó chúng ta đi ra." Diệp Vô Phong cũng không quay đầu lại, lặng lẽ nói. "Được, Bạch Tinh Đồng vô cùng thông thạo việc này." Quả nhiên 5 phút đồng hồ sau, lúc hai người một trước một sau đi ra khỏi khách sạn thì nhìn thấy vệ sĩ của Dương Tiểu Đông cũng dừng xe đang gọi điện thoại ở bên cạnh xe của Bạch Tinh Đồng diệp vô phong chợt nghiêng người hai người lập tức ẩn người đi quả nhiên không đến ba phút sau dương tiểu đông đi ra hơn nữa dương tiểu đông quả thực đã lái một chiếc xe thể thao màu đỏ sau khi dương tiểu đông xuống xe lập tức đi về phía khách sạn phía sau có bốn tên vệ sĩ theo cùng lúc anh ta nghênh ngang đi đến cửa khách sạn dương tiểu đông bỗng nhìn thấy hai người diệp vô phong mấy người đang tìm chúng tôi đấy à diệp vô phong hờ hững nhìn dương tiểu đông à, Cô, Bạch, tôi đặc biệt tới tìm cô. Lúc Dương Tiểu Đông nhìn thấy Bạch Tinh Đồng, cả người y như ruồi bọ thấy máu, vội bước nhanh vài bước, muốn nắm lấy tay Bạch Tinh Đồng. Bàn tay của Bạch Tinh Đồng co lại, cảnh giác nhìn anh ta, Dương Tiểu Đông, anh nói thật đi, không phải là anh đã cho giản phúc linh chiếc xe thể thao này rồi ư, sao lại lấy lại rồi. Dương Tiểu Đông lập tức vì tri âm mà gật đầu thật mạnh nói, đúng thế. Cái xe thể thao này ngốn của tôi gần 7 tỷ, vừa lúc tặng cho cô làm lễ gặp mặt không phải là rất thích hợp ư bạch tiểu thư cô hãy nhận lấy nhé vừa nói chuyện dương tiểu đông vừa đưa chìa khóa xe về phía cô ta bốp bạch tinh đồng tức đến mức không nén được cơn giận đột một tát một tát vào mặt dương tiểu đông dương tiểu đông đột nhiên bị đánh một phát vào đầu há miệng nôn ra một ngụm máu tươi còn cộng thêm một cái răng nanh nữa khốn nạn đánh cho tao đánh tàn phế thằng chó chết kia cho tao bắt con bé họ Bạch kia lại cho tao." Dương Tiểu Đông giận đến mức không phân rõ trái phải, hạ mệnh lệnh vô cùng tàn độc. Xung quanh có vài người thấy xảy ra chuyện như thế, xoay người liền chạy thật xa, không dám tới gần. Bốn tên vệ sĩ không nói một lời, mỗi người lôi một loại vũ khí từ súng ống đến dao ra, vây quanh Diệp Vô Phong còn Bạch Tinh Đồng thì bị đẩy sang một bên. Diệp Vô Phong căn bản không thèm nhìn bọn họ, Bạch Tinh Đồng trực tiếp phi người đến đánh bọn họ không đến một phút sau bốn tên vệ sĩ đều bị bạch tinh đồng quật ngã hết mẹ kiếp cái đám như đàn bà này mau đứng hết lên cho ông giống đàn ông một chút xem nào đừng có mà cứ gặp chuyện là như đám đàn bà thế dương tiểu đông còn tại bên cạnh hét to vù bạch tinh đồng chạy đến đứng trước mặt anh ta thằng khốn nạn đứng núi này trông núi nọ mày dám làm bẩn giản phúc linh lại còn dám đòi xe về quả thật là không biết xấu hổ đưa chìa khóa xe đây Bốp bốp, dù sao Bạch Tinh Đồng cũng là cao thủ cao nhất của cấp đại sư, đánh Dương Tiểu Đông quần là áo lụa thì khác gì như thổi một hạt cát. Dương Tiểu Đông bị đánh đến mức đầu óc choáng váng, vội vàng đưa chìa khóa xe cho cô ta, vâng vâng vâng, bà cố nội của con ơi, xe thể thao con tặng không cho bà cũng không có vấn đề gì hết. Bạch Tinh Đồng nhận chìa khóa xe, đuổi 5 người này đi, điệu bộ chiến thắng nói thế nào? Tôi giành được một chiếc xe thể nào này? Cô cứ gọi cho cô bạn thân đó của cô đi, Mang xe thể thao tặng lại cho cô ấy đi." Diệp Vô Phong nhún vai. "Alo, Phúc Linh, cậu ở đâu đấy? Cậu đừng khóc, tớ cướp cái xe thể thao trong tay Dương Tiểu Đông về rồi. Cậu tới đây lái nó đi đi, tớ gửi định vị cho cậu." Bạch Tinh Đồng cảm thấy lúc này mình rất có tấm lòng của anh hùng nghĩa hiệp. Giản Phúc Linh quả thật không dám tin, mới vừa nãy lúc Dương Tiểu Đông lấy chìa khóa xe từ trong tay cô ấy, cô ấy chỉ biết cái tên đứng núi này trông núi nọ như Dương Tiểu Đông đã chơi chán mình rồi. Đối với loại thiếu gia con nhà giàu như thế giản Phúc Linh không thể trêu vào được, chỉ riêng bốn tên vệ sĩ cao to kia, cô ấy vừa nhìn thấy liền sợ đến mức phát run. Bây giờ, Bạch Tinh Đồng lại thay cô ấy cướp chiếc xe thể thao về. Cô ấy vẫn tin Bạch Tinh Đồng, sau đó gọi xe đi đến chỗ Bạch Tinh Đồng. Hơn 10 phút sau, cô ấy đến trước cửa khách sạn gia đình đó, thứ đầu tiên cô ấy nhìn thấy là chiếc xe thể thao màu đỏ cô ấy đã lái hơn một tháng nay. Tâm trạng của Giản Phúc Linh rất kích động, chạy vội tới, bạch tinh đồng, cậu. Làm sao mà cậu lấy được nó từ tay của Dương Tiểu Đông? Bạch Tinh Đồng rất muốn nói là thằng trai đều Dương Tiểu Đông này muốn đưa cái xe này cho mình. Nhưng lời vừa đến bên miệng liền biến thành, thằng nhãi đấy là cái đồ khốn nạn, tớ ra sức đánh anh ta một chút, anh ta liền đưa xe cho tớ. Đây là cô ta chừa chút mặt mũi cho Giản Phúc Linh, không muốn để cô ấy đau lòng. Ra sức đánh một chút, Giản Phúc Linh cảm thấy rất khó tin, Dương Tiểu Đông còn mang theo bốn tên vệ sĩ nữa cơ mà. Chẳng lẽ Dương Tiểu Đông cứ đứng ở đó tùy cậu đánh sao? Anh ấy si tình với cậu đến thế à? Giản Phúc Linh chợt rơi nước mắt, chương 363, sợ đến mức tè ra quần. Bạch Tinh đồng cạn lời, Giản Phúc Linh, cậu bị ngáo hả? À? Si tình cái gì mà si tình? Dương Tiểu Đông đều cáng đến như thế, anh ta chỉ chơi đùa với cậu thì si tình kiểu gì? Cậu tỉnh lại đi, cậu trả giá bằng cơ thể của mình cuối cùng lấy được cái gì từ anh ta cơ chứ? Ngay cả cái xe thể thao này không phải anh ta cũng đòi lại rồi ư? Giản Phúc Linh kinh ngạc hỏi, Bạch Tinh Đồng, anh ấy không phải là nhìn chúng cậu hay sao? Cái xe thể thao này tặng cho cậu, tớ cũng không có ý kiến gì. Bạch Tinh Đồng tức đến mức lấy tay cốc vào đầu cô ấy, cậu nghĩ là tớ sẽ nhận à? Dương Tiểu Đông chẳng qua là ỉ vào nhà anh ta có mấy đồng tiền bẩn thỉu nên mới có cơ hội lừa được những cô gái hám giàu như cậu đấy nếu tớ nhận cái xe này chẳng phải cũng biến thành cậu phiên bản tiếp theo à sau này cậu đừng có dây dưa gì đến cái loại con nhà giàu trang hoa ấy nữa hiểu được ừ giản phúc linh gật đầu nhận lấy chìa khóa xe nhưng mà nếu anh ta lại tới gặp tớ đòi xe thì tớ phải làm sao bây giờ anh ta có tới bốn tên vệ sĩ đó bạch tinh đồng nắm chặt tay nói với giản phúc linh rõ từng từ một cậu yên tâm tớ vừa đánh cho bốn tên vệ sĩ của anh ta sợ chết khiếp rồi nếu anh ta lại dám bắt nạt cậu cậu cứ nói với tớ bạch tinh đồng tớ nhất định sẽ không tha cho anh ta ừm nỗi băn khoăn của giản phúc linh cuối cùng cũng dược giải quyết bạch tinh đồng tớ mời cậu đi ăn đêm nhé được đấy đi tìm một chỗ ăn cơm thôi bạch tinh đồng lại đói bụng nhưng sau khi cô ấy nói xong lại quay sang nhìn về phía diệp vô phong ý nói muốn xem ý kiến của anh diệp vô phong gật đầu đi thôi Giản Phúc Linh thấy hai người thắm thiết như đôi uyên ương thì không nhịn được mà cảm thán, tinh đồng, vẫn là cậu thông minh, tìm một người đàn ông nghe lời thật tốt mà. Không có tiền không phải là vấn đề, quan trọng là phải dốc lòng yêu thương lẫn nhau. Lăng nhằng cái gì đấy? Bạch tinh đồng chừng mắt nhìn cô ấy, tớ nói cho cậu biết, người này rất có tiền đấy. Anh ta, có tiền, ờ, giản phúc linh căn bản là không tin, dù sao tớ cảm thấy tốt nhất là cái gì anh ta cũng dựa vào cậu, như thế thì tình yêu mới bền chắc được. Cái gì mà đều phải dựa vào tớ? Bạch Tinh đồng nhíu mày, cậu đừng có nói hưu nói vượn nữa đi, chúng ta chỉ nói đến ăn cơm thôi. Giản Phúc Linh vỉnh cái miệng nhỏ lên, chẳng lẽ không đúng à? Không phải là cậu vừa nói bốn tên vệ sĩ của Dương Tiểu Đông là do cậu đánh khiến bọn họ sợ chết khiếp à? Thế anh ta chắc là khả năng võ thuật cũng không bằng cậu. Đã thế lại không có tiền tớ thật sự không nghĩ ra được cậu rốt cuộc là coi trọng anh ta ở điểm nào khủ khủ đương nhiên diệp vô phong cũng không định giải thích cho giản phúc linh về loại nhận thức đó của cô ấy nhưng anh cảm thấy ý nghĩ của giản phúc linh rất có vấn đề nhưng bản thân lại không thích hợp để nói bạch tinh đồng thở dài giản phúc linh tớ cảm thấy lấy sự hiểu biết bây giờ của cậu thì đừng vội đi đến chuyện hôn nhân tốt nhất là cậu cứ làm cho tốt công của cậu đi mấy ngày nay của luật sư trương kiến nước vô cùng không tốt anh Dũng sai người tìm anh ta mấy lần, hỏi quá nhiều chi tiết, khiến Trương Kiến Đức trở nên hoang mang rối loạn, cảm thấy anh Dũng lúc nào cũng muốn làm khó anh ta. Bởi thế nên Trương Kiến Đức bỏ tiền để mời hai vệ sĩ từng đạt top 10 trong cuộc thi phụng thiên tản đà. Hai tên vệ sĩ này là do Trương Kiến Đức tự mình nhìn bọn họ luyện tập, quả thật là vô cùng dũng mãnh, người luyện võ bình thường ở trước mặt bọn họ căn bản là không có lực để đánh trả, chỉ có thể chịu đánh. Mỗi ngày được hai vệ sĩ đưa đi đón về, trong lòng Trương Kiến Đức yên tâm hơn hẳn. Nhưng hôm nay lúc tan tầm, một vệ sĩ phụ trách lái xe, một vệ sĩ thì mở cửa xe cho anh ta. Trương luật sư, cậu chậm một chút, ngay khi âm thanh ấy vang lên, cả người Trương Kiến Đức dùng mình một cái, anh Dũng. Anh Dũng là một trong những tay đánh hoàng kim bên người ông chủ lôi, mặc dù anh ta chỉ cao khoảng 1m75, dáng người cũng không cường tráng, trong khi hai tên đàn em phía sau lại có vẻ đặc biệt cường tráng khỏe mạnh, đều cao hơn 1m85. Lúc Trương Kiến Đức nhìn thấy anh Dũng, chân như muốn nhún ra, nói cũng thành nói lắp, anh Dũng, em. Anh tìm em có chuyện gì? Trên trán của anh Dũng có một vết sẹo dài tới tận mép tóc, cho nên mặc dù là lúc anh ta đang cười thì cũng vẫn đặc biệt dữ tợn. Luật sư Trương, tôi phải bàn lại với cậu một chút. Bàn, bàn chuyện gì? Thật ra những gì nên nói anh ta đã nói rồi, không nên nói thì anh ta không dám nói. Nhất là chuyện phản bội lại Hồ Tam. Anh Dũng nhìn về phía anh ta, ngoắc tay, bớt nói mấy lời vô nghĩa đi, chuyện Hồ Tam bị bắt nhất định là có liên quan tới cậu, đúng không? Lúc này hai tên vệ sĩ trẻ tuổi được Trương Kiến Đức thuê tới nhanh chóng chắn trước người Trương Kiến Đức, cho dù thế nào đi nữa nếu bọn họ đã cầm tiền của Trương Kiến Đức thì phải làm việc cho anh ta, lúc Trương Kiến Đức gặp nguy hiểm thì bọn họ phải đứng ra bảo vệ, đấy là nghĩa khí. Đừng có làm phiền luật sư Trương, một tên vệ sĩ trẻ tuổi hung ác chừng mắt nhìn anh Dũng, siết chặt nắm tay, chuẩn bị sẵn sàng tư thế chiến đấu. Wow, ở Phụng Thiên mà còn có người dám nói với tôi nói thế cơ à? Anh Dũng cười lạnh một tiếng, vẫn cất bước đi về phía xe của Trương Kiến Đức. Tôi cảnh cáo anh, mau chóng dừng lại, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Hai tên vệ sĩ trẻ đã bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu. Anh Dũng cười lạnh, Trương Kiến Đức, cậu mời hai thằng rẻ tiền này về làm vệ sĩ ấy hả? Ông đây nhổ vào. Trong lúc nói chuyện, anh Dũng cũng từng bước từng bước đi về phía trước, khi hai tên vệ sĩ cùng đánh về phía anh ta, anh Dũng liền đấm hai đấm cực kỳ chuẩn, bốp bốp. Hai tên vệ sĩ mà Trương Kiến Nước bỏ một số tiền lớn mời về giống như giấy vụn bị anh Dũng cho mỗi bên một quyền, ngã sắp xuống đất. Ngay cả kêu cũng không kêu nổi, bởi vì anh Dũng ca trực tiếp đánh cho bọn họ nghẹn thở luôn. Anh Dũng ra chiêu không dự báo trước được, chỉ có hai đấm đơn giản như thế. Anh Dũng, Trương Kiến Nước trong lòng có quỷ trực tiếp quỳ gối trước mặt anh Dũng, bởi vì anh ta căn bản không có cơ hội chạy trốn. Hai tên đàn em phía sau anh Dũng hờ hững đi qua đi lại, hai tên vệ sĩ bị đánh ngất mà Trương Kiến Đức thuê về bị bọn họ túm lấy rồi lôi đi, không biết sẽ bị xử lý như thế nào. Tưởng tượng đến hai từ, xử lý, Trương Kiến Đức liền sợ đến mức cả người phát run, anh Dũng cũng hay đánh chết người, sau đó người này từ nay về sau sẽ bốc hơi mãi mãi. Nhưng bây giờ là ban ngày mà. Anh Dũng chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm bản mặt y như một con chó của Trương Kiến Đức ở trước mặt mình, "Luật sư Trương, cậu là người thấu triệt mà, nói đi, cậu phản bội Hồ Tam như thế nào?" Thật ra chuyện lúc trước, anh Dũng cũng chỉ đoán mà thôi. Nhưng mà nhìn thấy Trương Kiến Đức lại thuê vệ sĩ, nhất là lúc nhìn thấy mình xuất hiện, anh ta như bị dọa đến mức suýt tè ra quần, anh Dũng liền khẳng định được anh ta là người làm. "Anh Dũng, em là thằng xúc vật, em không phải người." lúc ấy em cũng không có cách nào khác tên diệp vô phong đó quá mạnh cái bàn bằng gỗ lim chắc nịch của em bị anh ta đấm một phát liền lùi lên một vết luôn người em là làm bằng thịt mà làm sao chịu nổi một đấm của anh ta cơ chứ em đành nói cho anh ta chuyện của hồ tam hu hu anh dũng em thật sự sai rồi anh tạm tha cho em lần này với trương kiến nước khóc lóc nức nở vết sẹo trên trán anh dũng ca giống như con run đang quằn quại cơ mặt hơi giật giật a à. Mày cảm thấy mày thoát khỏi tay Diệp vô phong thì ông chủ lôi sẽ bỏ qua cho người dám phản bội ông ấy hả? Kéo đi, anh Dũng phân phó một câu, hai tên đàn em của anh ta lập tức lôi cả Trương Kiến Đức và hai tên vệ sĩ của anh ta lên xe, sau đó nhanh chóng đạp ga mà đi. chương 364, không báo cảnh sát. Hai người bạch tinh đồng theo giản Phúc Linh đến một quán Đông Bắc để dùng cơm, lúc cả ba ngồi xuống định gọi món thì ánh mắt bạch tinh đồng lại chăm chú nhìn một người, gì mã? Diệp vô phong nhìn theo hướng cô ta đang nhìn, thấy bên trong quán cơm có một người phụ nữ trung niên đang không người, đưa lưng về phía họ. Bà ấy là, Diệp vô phong thắc mắc hỏi, nhìn thì vóc dáng của người phụ nữ trung niên này khá tốt, nhưng vì phải làm việc môi trường thế này một thời gian dài nên làn da bà ấy có hơi thô ráp. Bạch Tinh Đồng nói, dì Mã là hàng xóm lúc nhỏ của tôi, dì ấy tốt với tôi lắm. Chắc chắn là dì ấy rồi nhìn thế chứ lúc trước gì ấy được xưng là diễn viên hát nhị nhân chuyển nổi tiếng ở Phụng Thiên đó. Thời đó gì ấy nổi như cồn ý. Cô ta nói xong thì cũng chẳng thèm gọi món nữa, lập tức đi về phía dì mã, dì mã. Dì mã, người công nhân nữ đang khom lưng lau nhà từ từ đứng thẳng lên, dễ dàng thấy được bà đang bị đau thắt lưng. Dì mã, đúng là gì rồi, sao dì lại sống ở nơi khô cằn này vậy? Cháu, cháu không có ý xem thường gì đâu, ý cháu là, lẽ ra gì phải ở trên sân khấu mới đúng. Dì mã, gì sao vậy? Quả nhiên Bạch Tinh Đồng rất quen thuộc với dì mã. Tinh Đông, là cháu ư, dì mã lên tiếng. Giọng bà vô cùng khàn, nghe giống như tiếng chiêng vỡ. Dì mã, bạch tinh đồng vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, giọng nói như tiếng chuông bạc lúc trước của dì đâu mất rồi. Rốt cuộc dì đã trải qua chuyện gì, sao bây giờ lại thành như vậy? Giọng dì mã khàn khàn đáp, dì tinh đồng, dì còn phải làm việc, Cháu đừng làm phiền gì." Ánh mắt bà ấy nhìn làng sang chỗ khác như tránh né, vội vã cúi đầu, nhìn có vẻ rất tốn sức. "Dì Mã, dì bỏ cây lau nhà xuống, hôm nay cháu phải hỏi cho ra nhẽ, rốt cuộc gì đã gặp chuyện gì vậy?" Bạch Tinh đồng ném cây lau trong tay bà ấy sang một bên, sau đó kéo bà ấy đến ngồi chỗ của mình. "Không, dì không ngồi, người dì bẩn lắm." Dì Mã co rúm người, không dám ngồi xuống, cũng không biết nên để tay chỗ nào. Dì Mã, bọn họ là bạn của cháu. Giờ cháu chỉ muốn biết suốt cuộc mấy năm qua dì đã trải qua những gì. Tại sao từ một diễn viên đang nổi lại trở thành thế này? Tại sao vậy gì? Còn nữa, sao giọng của dì lại thành như vậy? Nghe bạch tinh đồng hỏi đến đây, nước mắt của dì Mã rơi lã cha, tiếng khóc của bà ấy cũng khàn khàn, cực kỳ khó nghe. Diệp vô phong nghiêm nghị nói, giọng của bà ấy thành như vậy thì chắc chắn do hạ độc. Nếu không thì giọng nói chẳng thể nào trở thành như bây giờ. Quả nhiên, Diệp vô phong vừa nói xong, dì mã càng khóc to hơn. Dì mã, dì ngưng khóc đã, kể rõ đầu đuôi sự việc cho cháu nghe đi, dù là ai hại gì thì cháu cũng sẽ bắt kẻ đó phải trả giá. Giọng nói của Bạch Tinh đồng đầy khí phách. Thế nhưng, dì mã chỉ khóc chứ không nói gì cả. Mã Tú Anh, sao bà ngồi đấy? Đó là chỗ bà được phép ngồi à? Đi lau nhà mau, lúc này, bà chủ tuổi đã hơn 30 đột nhiên từ đâu đi đến, bà ta trừng mắt với dì mã, sau khi quay mặt về phía nhóm người bạch tinh đồng thì lại cười xòa bảo xin lỗi quý khách tại bà mã tú anh này không hiểu chuyện yên đấy bạch tinh đồng nổi giận với bà ta dì mã là người thân của tôi tôi nói cho bà biết từ giờ dì ấy sẽ không làm việc ở đây nữa bà mau đi tính lương cho dì ấy đi cô là người thân của bà ấy nhất thời bà chủ cũng không có thái độ gì tính lương bà ấy mới làm có nửa tháng thì tính lương cái gì chỗ tôi có quy định nhân viên phải thế chấp một tháng lương, làm hết hai tháng mới phát lương. Tinh đồng, đừng mà cháu, gì cần công việc này. Chất giọng khàn khàn của mã tú anh yếu ớt vang lên. Bạch tinh đồng giận đến mức phát hỏa. Cô ta không thể nào nén được cảm giác căm ghét đối với loại chủ đàn áp những người dân lao động dưới đáy xã hội như Mã Tú Anh. Cô ta đứng phát dậy, nói bằng giọng u ám, gì Mã, gì nói đi, gì làm ở đây được bao nhiêu ngày. Lương bao nhiêu, cháu không tin hôm nay bà ta dám không trả lương cho gì cháu sẽ sẽ thế nào bà chủ kia cũng chẳng chịu thua sao cô không thử đi hỏi xung quanh xem tôi giống loại chủ ức hiếp người làm lắm à cô nghĩ mình còn trẻ thì có quyền xem thường người khác đúng không cô có tin là chỉ cần tôi gọi một tiếng người của cả con đường này sẽ đến giúp tôi không hả bạch tinh đồng cười một cách lạnh lùng bà muốn báo cảnh sát à không ngại nói cho bà biết tôi là cảnh sát đấy hứ bà chủ nhìn bạch tinh đồng đang mặc quần áo bình thường thì nói báo cảnh sát bà đây xảy ra chuyện gì mà cần báo cảnh sát mấy gã đàn ông đông bắc của bọn tôi đến làm thịt cô cậu dễ như trở bàn tay đấy nhé lúc này giản phúc linh đã hơi hoảng không biết phải xử lý thế nào diệp vô phong bước đến thản nhiên nhìn bà chủ tiệm bà chắc chắn là không cần báo cảnh sát gan bà chủ tiệm cũng lớn lắm lớn giọng đáp bà đây đương nhiên sẽ không đi báo cảnh sát ông ba giang ông ra đây cho tôi gọi hết bạn nhậu của ông qua đây mau có kẻ dám đến tiệm chúng ta gây sự này ông ba giang chính là ông chủ của tiệm này vừa nghe lập tức gọi điện thoại alo anh thắng tử anh qua đây mau đi có người muốn phá tiệm em cái gì mày chờ đó đi để tao gọi anh em qua xử tụi nó thắng tử cúp điện thoại bắt đầu gọi những người khác diệp vô phong nói bà chủ tôi hỏi bà một lần nữa Bà chắc chắn là sẽ không báo cảnh sát chứ? Bà chủ tiệm lớn họng đáp trả, thằng nào báo cảnh sát thằng đó là chó. Bà đây không tin, một kẻ từ nơi khác đến như tụi mày dám lớn lối với bà à? Lát nữa bà sẽ cho chúng mày lấy rổ đựng răng cả lũ. Ông Ba Giang cũng lên tiếng, người anh em à, các cậu tuổi trẻ chưa trải sự đời, đừng có giận quá mất khôn, đợi lát nữa anh thắng tử đến thì các cậu không chạy được đâu. Được rồi, mấy cậu đừng nói gì nữa, đi mau đi đi sao thả tụi nó đi dễ vậy được ông ba giang xem ông nhu nhược chưa kìa hôm nay đừng ai mơ ra khỏi chỗ này bà chủ tiệm kéo ghế qua chặn ở trước cửa bạch tinh đồng hơi nhíu mày cô là cảnh sát cho dù muốn phá tiệm cũng không thể phá được nhưng diệp vô phong thì đâu cần kiêng nể mấy chuyện này anh hỏi lại lần nữa bà chủ bà chắc chắn sẽ không báo cảnh sát bà chủ lại trả lời mấy thằng nhãi danh mới chơi trò báo cảnh sát nhóc con để bà xem mày tài giỏi cỡ nào ngon thì lên đây bà đây không sợ mày đâu có một loại người luôn thích chọc cho người ta đập chết mình thì mới vừa lòng hả dạ bà chủ này có vẻ như chính là loại người đó được thôi vậy hy vọng bà thật sự không báo cảnh sát diệp vô phong cầm một cái ghế lên xoay tròn trong tay sau đó đập mạnh xuống bàn thủy tinh loảng xoảng dầm bàn thủy tinh nát bấy sau đó cái ghế trong tay diệp vô phong văng ra ngoài loảng xoảng choang chiếc đèn trùm rực rỡ đắt tiền trong cửa hàng cũng nát bươm tiếp theo đó diệp vô phong lại cầm một cái ghế khác lên đi đến trước quầy thủy tinh tiếng choang vang lên chiếc ghế xoay một vòng tiếng loảng xoảng vang lên khắp nơi tuy rằng trong lòng bạch tinh đồng thích lắm nhưng cô ta không được phép làm được mấy chuyện kiểu này giản phúc linh thấy mà hết hồn má ơi hóa ra anh trai này đẹp trai tàn bạo đến thế tư thế đập cửa tiệm nhà người ta cũng đẹp nữa, chỉ là hậu quả chắc chắn nghiêm trọng lắm đó. Đối phương gọi người đến thì toang đấy, chương 365, không thể chọc. Gì mã thế mà không nói tiếng nào, thật ra không phải gan bà ấy lớn, mà là sợ đến choáng váng đầu óc cả rồi. Bà ấy chưa từng thấy ai dám đập phá cửa tiệm như Diệp Vô Phong. Bình Phong, dầm. Ban, dầm. Tủ đựng bát đũa đã khử trùng, dầm, tủ kính lạnh đựng bia và thức uống dầm má đến lúc này bà chủ mới kịp phản ứng bà ta gào lên không kể đầu đuôi đã xông về phía diệp vô phong thằng chó dừng tay mày dừng tay lại ngay tin tao báo cảnh sát không dầm diệp vô phong tiếp tục đập thằng nào báo cảnh sát thằng đó là chó bà báo đi ông ba giang không dám đến gần diệp vô phong ông ta thấy lúc diệp vô phong đập đồ không hề có cảm xúc quá khích ngược lại vô cùng bình tĩnh trông anh chẳng hề tức giận chút nào người như vậy mới đáng sợ thật sự bà chủ lao đến đánh diệp vô phong liền đá bà ta ra xa báo cảnh sát đi chịu không nổi rồi à loảng xoảng dầm thật ra diệp vô phong cũng rất ghét loại người làm chủ kiểu này tiền của người làm như gì mã mà cũng muốn ăn xén ăn bớt xem việc đó là lẽ hiển nhiên giống như bà ta sinh ra vốn là để bắt nạt đám người nhỏ nhoi đó vậy nếu không với trình độ và cấp bậc xã hội của mình có cho Diệp Vô Phong cũng chẳng thèm đập cái quán này. Trời ơi ngó xuống mà coi, Giang Hồ nè, đừng đập nữa, hu hu, đừng đập nữa mà. Ông Ba Giang, ông là đồ bất lực, ra bảo nó đừng đập nữa coi. Ông mau ra đánh nó cho tôi. Bà chủ tiệm ngồi bẹp xuống đất, sợ hãi nhìn Diệp Vô Phong đập đồ hết sức bài bản, nhưng bà ta lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ông Ba Giang. Cứ như cảnh đập tiệm này do ông Ba Giang gây ra ấy tôi mù rồi mới đồng ý gả cho một thằng bất lực như ông, người ta đến đập quán tôi, vậy mà ông không dám ho he gì hết. Ông Ba Giang, không phải trong bếp có dao à, chém nó đi chứ. Trời má, người đàn bà này dám xúi dại chồng mình, hai người là vợ chồng thật à. Đừng đập nữa, lúc này, Bạch Tinh Đồng không thể nhìn tiếp nữa, vội vàng bảo dừng. Đừng đập, giọng nói yếu ớt khàn khàn, là gì mã? Giản Phúc Linh vẫn còn kinh ngạc nhìn Diệp Vô Phong, Cô ấy đang nghĩ, làm lớn chuyện thế này thì Diệp vô phong định xử lý thế nào đây? Cho dù đền tiền cũng phải đền tận mấy chục triệu lận. Được, tôi cũng mệt rồi, nghỉ chút vậy. Diệp vô phong thả ghế xuống, đặt mông ngồi xuống ghế, đảo mắt nhìn cửa tiệm, tôi muốn nhìn thử xem, người ông Ba Giang gọi đến tài cán ra sao. Lúc thắng tử vừa đến trước cửa tiệm đã nghe thấy tiếng rầm rầm loảng xoảng bên trong, gã hét lớn, thằng chó nào dám dở thói ngang ngược trên địa bàn của tao còn không mau dừng tay. Anh ta hùng hổ xông vào, dừng tay, có anh thắng tử là tao ở đây, bây giờ mày quỳ xuống dập đầu thì tao sẽ tha cho cái mạng nhỏ mày. Anh thắng tử, cuối cùng ông Ba Giang cũng tìm được người kể khổ, anh thắng tử, tụi nó không thèm nói lý đã đập xông vào đập tiệm em đó. Anh nhìn đi, nhiều đồ bị đập như vậy, sao em mở tiệm được nữa? Bà chủ tiệm nói, đúng vậy, đám người ngoài này không thèm phân phải trái mình mạnh rồi bắt nạt cửa tiệm nhỏ của tụi em. Anh thắng tử, anh phải làm chủ cho tụi em. Nhưng anh thắng tử lại không nhìn họ, mà nhìn về phía Diệp vô phong đang ngồi trong tiệm ăn. Đèn chùm bị đập bể, mấy cái đèn tường cũng bị đập nát bươm, có thể thấy được khung cảnh hỗn động bên trong tiệm, nhưng dưới tia sáng leo lắt thì muốn thấy rõ mặt người hơi khó. Mới nãy bà chủ bảo thằng nào báo cảnh sát, thằng đó là chó. Lúc Diệp vô phong thấy thắng tử, chỉ lạnh nhạt lên tiếng. Ơ, ờ, anh Diệp, là anh à, cuối cùng thắng tử cũng nhìn rõ, hóa ra là anh Diệp từng dễ dàng đánh bại anh cương tử. Anh ta bước mấy bước dài đến trước mặt Diệp vô phong, chắp tay quỳ xuống, anh Diệp, không biết anh đến đây, để thắng tử tôi nhận lỗi với anh. Diệp vô phong phẩy tay, thắng tử, anh không có lỗi thì nhận cái gì. Hôm nay tôi chỉ muốn xem thử, cuối cùng chủ của cái quán cóc này có trả lương cho gì mã hay không thôi. Trả lương, suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thắng tử nhìn chằm chằm ông Ba Giang một cách hung dữ. Nhất thời, ông Ba Giang há hốc mồm, kẻ đến đập tiệm lại được anh thắng tử kính trọng đến thế, rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy? Nhưng dù đối phương là ai, bọn họ cũng không thể chọc được. Hai vợ chồng nhìn nhau, không dám lên tiếng. Lúc thắng tử chuẩn bị nổi giận, Bạch Tinh Đồng nói, gì mã, gì nói rõ đi, gì làm ở đây được bao nhiêu ngày. Mỗi tháng họ trả cho gì bao nhiêu, gì đừng sợ, Bọn con sẽ đòi lại công bằng cho gì. Đương nhiên má Tú Anh biết Diệp Vô Phong và Bạch Tinh Đồng thật sự có ý tốt. Nhưng bây giờ, bà ấy lại không nỡ khiến chủ quán cóc khổ thêm nữa. Bèn nói, như bà chủ đã nói, nửa tháng, trả cho tôi 2 triệu mốt là được rồi. Đưa tiền mau, thắng tử liếc hai vợ chồng ông Ba Giang, gầm lên đầy giận dữ. Dạ dạ, bà chủ lập tức bật dậy, móc từ trong túi ra một sấp tiền, lấy 2 triệu một, cẩn thận đưa cho dì mã. Thắng Tử nhìn Diệp Vô Phong, anh Diệp, anh còn cần họ làm gì nữa không? Diệp Vô Phong lắc đầu, lúc đầu tôi cũng không định đập tiệm họ. Nhưng bà chủ quá xem thường người khác, đến cả tôi cũng không nhịn được, thật sự không cố ý đâu. Thắng Tử trừng mắt nhìn vợ chồng ông Ba Giang, anh Diệp, việc này anh đừng nhúng tay vào. Nói, ông Ba Giang, ông có định báo cảnh sát không? Không báo, không báo. Trong lòng ông Ba Giang thầm nghĩ, nhìn dáng vẻ của hai người anh thắng tử có lẽ rất thân với anh diệp kia nhỉ thắng tử nói ông không báo cảnh sát vậy để tôi nói ông biết nên xử lý việc này thế nào hai người xúc phạm anh diệp anh ấy đập tiệm hai người xem như huề không ai nợ ai rõ chưa hả đầu óc ông ba giang trong chốc lát không thông nổi vẻ mặt bà chủ đau khổ nói dạ anh thắng tử bọn em rõ rồi đến giờ phút này cho dù bà chủ rất hổ báo nhưng cũng chẳng có mặt mũi bảo muốn báo cảnh sát nữa anh diệp chúng ta đi chỗ khác tôi mời anh ăn cơm thắng tử tươi cười bảo diệp vô phong lắc đầu thắng tử cảm ơn anh vì chuyện hôm nay nhưng tôi còn có chuyện phải làm không phiền anh nữa thắng tử nói nếu anh diệp đã bận thì tôi không làm phiền nữa nhưng thắng tử tôi lúc nào cũng hoan nghênh anh đến làm phiền đó ha ha nói xong thắng tử xoay người đi khỏi nhóm diệp vô phong ban đầu chỉ có ba người giờ trở thành bốn người Dì mã, giờ dì đang ở đâu, để cháu đưa dì về nhé. Bạch Tinh Đồng đảm nhận nhiệm vụ lái xe. Mã Tú Anh nói, mấy đưa không cần đưa dì về đâu, dì tự đi được rồi, dì còn muốn ghé mua thuốc cho mẹ nữa. Bạch Tinh Đồng nói, nhưng cháu muốn đưa dì về. Dì mã, lúc còn bé, dì đối xử với cháu rất tốt, bây giờ cháu đưa dì về không phải việc nên làm sao. Mau lên xe đi mà. Nhưng người dì bẩn lắm, Mã Tú Anh rè rặt nói. Không sao hết, dì lên đi. Bạch Tinh Đồng bước đến, tự mình đỡ bà lên xe. Trên đường ghé mua thuốc tốn hết hơn 600 ngàn, sau đó dựa theo lời chỉ đường của Mã Tú Anh, đưa bà về nhà. "Dì Mã, nhà dì ở xa như vậy ư?" Bạch Tinh Đồng hơi khó hiểu, "Vậy sao không tìm công việc nào gần đây chứ?" Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 366, trả thù giúp gì ấy. Ừ. Mã Tú Anh chỉ nhẹ giọng ừ một tiếng, không giải thích gì thêm. Bạch Tinh Đồng nói, gì Mã, lúc trước giọng gì vốn trong trẻo, bây giờ trở thành thế này, là do bị người khác hạ độc ạ. À. Mã Tú Anh vừa nghe xong, vành mắt lại đỏ lên. Diệp Vô Phong nói, gì Mã, dì yêu tâm, ở đây không có người ngoài, dù ai hạ độc gì, bọn tôi cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Mã Tú Anh thở dài, chuyện kể ra thì dài dòng lắm, thật ra gì cũng không biết, cụ thể là ai hạ độc gì. Lúc đó gì không báo cảnh sát sao, Bạch Tinh Đồng là cảnh sát, vẫn tin tưởng vào các đồng chí cảnh sát. Mã Tú Anh hồi tưởng lại, nói, gì nhớ rất rõ, lúc đó gì đến nhà ông Trương Lão Xuyên, tổng giám đốc một công ty đang ăn nên làm ra để mừng tiệc thọ 60 tuổi của ông. Lúc đó một buổi diễn gì có thể kiếm được 150 triệu, đó là chuyện của hai năm trước. Trong hồi ức của Mã Tú Anh, sau khi buổi diễn kết thúc, bà cùng ăn mừng với người bạn diễn chủ yếu của mình là Quách Đại Trùy theo thường lệ. Kết quả lần đó bà chỉ uống một chút vang đỏ đã say như chết, bình thường bà uống hết 250 gram rượu cao lương cũng không chẳng sao cả. Hôm sau tỉnh lại, giọng nói lập tức trở thành như vậy. Vậy gì nhớ lại thử, trước đó có đắc tội với ai không? Bạch Tinh Đồng cố gắng hướng dẫn bà. Sao mà đắc tội với ai được? Cao lắm chỉ trong nhóm hát nhị nhân chuyển bọn gì thôi, chẳng lẽ là La Tiểu Hoa? Mã Tú Anh cười khổ, lúc đó là Tiểu Hoa vẫn chỉ diễn những vai phụ nhỏ, nhưng bây giờ, người ta được ban cho cái danh hoa đán nhị nhân chuyển của sân khấu lớn ở Phụng Thiên rồi. Bây giờ gì trở thành thế này, cho dù người ta có mời, gì cũng chỉ có thể đến đó chạy vặt. "Gì nói thử xem, bây giờ tên Quách đại chủy kia ra sao rồi?" Diệp Vô Phong không nhịn được hỏi. "Ôi chao, Mã Tú Anh vừa nghe nhắc đến Quách đại chủy đã thở dài, thật ra, lúc đó gì và Quách đại chủy không chỉ là một cặp mà ra vào cũng có nhau thiếu điều đi đăng ký kết hôn thôi tiếc là về sau giọng gì bị hỏng ông ta cũng không thích gì nữa sau đó ông ta hợp tác với la tiểu hoa nghe nói là tiểu hoa là con gái nuôi của âu dương lôi đợi đã diệp vô phong chợt nghĩ ra gì đó con gái nuôi của âu dương lôi ánh mắt của bạch tinh đồng cũng lóe lên ý anh là chuyện gì mã bị hạ độc có liên quan với âu dương lôi Diệp Vô Phong nói một cách chậm rãi, đột nhiên giọng của dì Mã bị ổng, người có thể thay thế gì ấy, chính là La Tiểu Hoa. Đúng chứ, sau đó, trong hai năm, La Tiểu Hoa thành công trở nên nổi tiếng, trong chuyện này nhất định có bàn tay Âu Dương lôi nâng đỡ, mặt khác, dì Mã còn là một chướng ngại vật trên con đường thành công của La Tiểu Hoa. Nếu như có dì Mã, dựa vào giọng nói khi đó và khả năng của dì ấy, chỉ sợ La Tiểu Hoa còn chẳng bước được chân lên đài. Dì Mã gật đầu, đúng vậy. Thật ra lúc trước diễn, khi La Tiểu Hoa lên thì khán giả sẽ la ó đuổi xuống, gì vừa lên sân khấu, họ sẽ bật dậy hò reo liên tục, khi đó một mình gì có thể kham cả sân khấu. Giản Phúc Linh nói, tôi hiểu rồi, gì mã, bạn đồng hành chính là oan gia, rất có khả năng là La Tiểu Hoa hạ độc gì. Sao thế được? Gì mã cố lắc đầu, lúc đó La Tiểu Hoa ở trong nhóm bọn gì? Gì xem cô ấy như chị em thân thiết, lúc rảnh sẽ dạy cô ấy, sao cô ấy lại hại gì? Bạch Tinh Đồng hỏi, "Vậy, sau khi La Tiểu Hoa nổi tiếng rồi, cô ta có còn liên lạc với gì không?" Mã Tú Anh nói, "Thật ra La Tiểu Hoa từng đến một lần, còn cho gì hơn 15 triệu nữa, nhưng mẹ dì bị bệnh, số tiền đó nhanh chóng dùng hết rồi." "Lúc đó là lúc nào?" Bạch Tinh Đồng cha hỏi. "Là một năm trước," Mã Tú Anh đáp bằng giọng chắc nịch, "Lúc đó La Tiểu Hoa vào nghề tương đối ổn rồi, dì từng lén xem cô ấy diễn, quả thật tiến bộ rất nhanh." Diệp Vô Phong gật đầu, từ đó chứng minh được nàng được người có chuyên môn dạy. Hay nói đúng hơn là, kẻ đứng sau người đó là Âu Dương Lôi. Giản Phúc Linh nói, đúng vậy, một bên thì quét sạch mọi kẻ cản đường, một bên thì nâng đỡ người của mình, đây chính là thủ đoạn của Âu Dương Lôi. Bạch Tinh Đồng nói, nhưng tất cả chỉ mới là suy đoán của chúng ta, không có bằng chứng. Mã Tú Anh nói, đúng vậy, chúng ta không được nghi oan cho La Tiểu Hoa, thật ra cô ấy là một đứa trẻ ngoan. Diệp vô phong nói, lúc giọng gì bị hỏng, không thể kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, sao không ở lại gánh hát đóng vai phụ. Một tháng gánh hát chỉ trả cho dì một triệu năm, dì làm không đủ trả. Tiền thuốc của mẹ dì phải hơn ba triệu lần, mã tú anh thở dài. Diệp vô phong gật đầu, lúc trước là tiểu hoa đóng vai phụ được bao nhiêu. Mã Tú Anh nói, hình như là 3 triệu gì đó. Về sau có thêm diễn xuất thì sẽ chia thêm tiền, Bạch Tinh Đồng nhíu mày nói, rõ ràng là có người muốn bắt chẹt gì. Diệp vô phong cười mỉa mai, là tiểu hoa không muốn ngày nào cũng gặp gì, vì cô ta hổ thẹn, nhìn thấy gì sẽ khó chịu. Giản Phúc Linh mở to hai mắt, vậy nên mới đuổi gì mã đi, sống chết mặc bay. Diệp vô phong gật đầu, được rồi, quách đại chủy không liên lạc với gì à. Mã Tú Anh lắc đầu, lúc gì gặp chuyện không may, quách đại chủy biết giọng gì bị hư, cũng chưa từng gặp gì lần nào. Giản Phúc Linh oán hận nói, đàn ông đều là một lũ vô tình vô nghĩa. Diệp Vô Phong liếc mắt nhìn cô ấy, Giản Phúc Linh cười cười, tôi cũng đâu có nói anh. Mã Tú Anh thở dài, người thường đến chỗ cao, nước thường động chỗ thấp, đó là lẽ thường tình. Hiển nhiên, trải qua tổn thương như vậy, bà ấy vốn đã chết lặng, cũng hiểu rõ tình cảm con người ấm lạnh thế nào. Tới nhà rồi, Diệp Vô Phong tính sơ một lúc, đi được chừng 5 km. Xem chừng Giọng má tú anh bị hư rồi thì nói năng cũng khó nghe, muốn tìm việc cũng không dễ gì. Đây là một căn nhà cũ của gia đình nhà nông, tồi tàn vô cùng. Tất cả các phòng được làm bằng gỗ, nóc nhà lợp cỏ tranh, khá là lộn xộn. Cửa nhà cũng bị thủng mấy chỗ, người thường đạp một phát là đổ ngay. Hơn hết, trong nhà không có điện, vào nhà rồi chỉ có thể dùng đèn điện thoại chiếu sáng, mà điện thoại của mã tú anh còn sắp hóa thạch rồi ấy chứ. Mẹ của mã tú anh nằm trên giường, hiển nhiên là bị liệt. Xin lỗi nhé Tinh Đồng, dì làm việc bên ngoài cả ngày, về phải chăm sóc mẹ mình, trong nhà mùi hôi lắm, các cháu đừng vào." Vừa nói, Mã Tú Anh vừa thắp một ngọn đèn dầu. "Anh tử về rồi đấy à?" Mẹ của Mã Tú Anh thế mà vẫn còn nghe thấy được. Bạch Tinh Đồng đứng ở cửa đã có thể ngửi được mùi nước tiểu trong phòng, cô ta hơi nhíu mày, nhỏ giọng nói với Diệp Vô Phong, "Giúp dì ấy một tay được không?" Diệp Vô Phong gật đầu, "Gọi 115 đi." "Ừ." Bạch Tinh Đồng lấy di động ra gọi điện thoại. Diệp Vô Phong hiểu, lúc trước khi Mã Tú Anh vẫn còn nổi tiếng, thu nhập không phải chỉ tốt thôi đâu, nhưng bây giờ bà ấy rất đài, giọng nói bị hỏng, trải qua cuộc sống cực khổ, đúng là khó mà tưởng tượng nói. Kẻ gây ra chuyện này cũng chính là kẻ lên kế hoạch phá hủy giọng nói của Mã Tú Anh. Loại người như vậy nên bị chém thành trăm mảnh. Bạch Tinh Đồng nói, giờ làm sao đây? Diệp Vô Phong đáp, trước tiên đưa gì ấy đến bệnh viện, sau đó giúp dì ấy báo thù. Chỉ dựa vào sức của mình dì ấy thì không làm được gì đâu. chương 367, trong lòng phức tạp. Diệp vô phong đứng ở cửa phòng, mùi khai gai mũi của nước tiểu như thấm vào lục phủ ngũ tạng. Mã Tú Anh vừa mớm thuốc cho mẹ vừa nhỏ giọng trò chuyện, mẹ, con về trễ, mẹ đói chưa? Con đi nấu cơm. Lồng ngực bạch tinh đồng đau xót, ôi trời, nãy đi giữa đường quên mua cơm. Diệp vô phong nói, không sao, lát đến bệnh viện ăn thêm chút cũng được. Đến bệnh viện, Mã Tú Anh càng hoảng sợ, tinh đồng, bọn gì không đi bệnh viện đâu. Sao vậy à, Bạch Tinh Đồng cảm thấy khó hiểu. Diệp vô phong cười gượng, vì không có tiền đó, ngốc. Mã Tú Anh hơi ngượng ngùng, ừ, bọn gì không có tiền đi bệnh viện, Tinh Đồng à, cháu đừng để ý mấy chuyện này, các cháu về đi. Bạch Tinh Đồng tức giận nói, gì Mã, gì nói gì vậy. Nếu cháu đã gặp gì thì sao mà kệ gì được. Dì còn nhớ, lúc nhỏ, dì từng cõng cháu đến nhà trẻ không? Ừ, đứa trẻ ngoan, nhưng mà đến bệnh viện sẽ tốn không ít tiền, tinh đồng à, cháu đừng quan tâm, dì sẽ tự nghĩ cách kiếm tiền. Tuy rằng Mã Tú Anh rơi vào cảnh khốn cùng, nhưng bà ấy vẫn không muốn liên lụy người khác. Diệp Vô Phong nói, dì Mã, dì yên tâm đi, cho dù nằm viện tốn bao nhiêu thì tôi cũng trả cho dì. Vậy sao mà được? thanh niên bọn cháu kiếm tiền cũng chẳng dễ gì, gì không thể liên lụy bọn cháu được. Tinh đồng à, gì biết cháu là một đứa trẻ tốt, nhưng nhà nghèo như bọn dì là một cái động không đáy, nên là cháu đi mau đi. Cháu không đi gì sẽ giận đấy. Mã Tú Anh nút thuốc xong, chuẩn bị đẩy đám người bạch tinh đồng ra khỏi phòng. Ồ é ồ é, khi tiếng còi xe cứu thương vang lên, bạch tinh đồng đã vội vã chạy ra đón. Đột nhiên, Giản Phúc Linh hỏi Diệp vô phong một câu, được rồi, Diệp Vô Phong à, rốt cuộc anh có bao nhiêu tiền thế? Diệp Vô Phong lắc đầu, tôi cũng không biết, nhưng chắc cũng không ít. Không biết, Giản Phúc Linh không có được đáp án mình muốn thì nhìn anh đầy nghi ngờ, khoảng hơn vài ba trăm triệu. Hay là khoảng mấy tỷ? Diệp Vô Phong thản nhiên đáp, cô đoán nhiều hơn đi. Vài ba chục tỷ, không giống nha, người như anh sao có khối tài sản vài ba chục tỷ được. Giản Phúc Linh không cách nào thuyết phục bản thân tin được ha ha vậy người có hơn vài ba chục tỷ là người thế nào nhìn mặt tôi không giống à diệp vô phong nở nụ cười trời à sao lại có xe cấp cứu mã tú anh gấp đến muốn khóc thật ra bà ấy đang sợ phải dùng tiền diệp vô phong nói dì mã từ giờ trở đi dì chỉ cần chuyên tâm chữa bệnh cho mẹ già chuyện tiền bạc cứ để tôi lo sao có thể không biết ngại chứ dì dùng tiền của mấy đứa mà mã tú anh không ngừng lặp đi lặp lại những lời này nhưng dưới sức ép của Bạch Tinh Đồng, giúp nhân viên y tế làm kiểm tra đơn giản cho mẹ mình, sau đó đặt mẹ lên cán xe cứu thương. Lần thứ hai ngồi trong chiếc xe hàng hiệu của Bạch Tinh Đồng, Mã Tú Anh cứ cảm giác mình đang mơ. Tinh Đồng, chữa bệnh cho mẹ gì chắc chắn sẽ tốn rất nhiều tiền, bọn cháu thật sự không nên xem nào. Vừa vào bệnh viện thành phố, Diệp Vô Phong đã trực tiếp quẹt thẻ hết 60 triệu, hai người Bạch Tinh Đồng thì vội trước vội sau, còn mua vài món ăn cho mẹ của Mã Tú Anh bận rộn hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng mới vào bệnh viện. Hơn thế nữa, phòng họ vào còn là phòng bệnh cao cấp, loại một người một phòng. Mã Tú Anh khóc không ngừng, lẩm bẩm trong miệng nói, Bồ Tát sống, gì gặp được Bồ Tát sống rồi. Bạch Tinh Đồng cầm một sấp tiền đến, gì mã, gì cầm số tiền này đi, ăn mặc đi ở thường ngày đều phải dùng tiền, đừng để bà ăn uống kém quá, gì cũng nên ăn ngon hơn chút mới có sức chăm sóc bà chứ. Mã Tú Anh thở vài hơi, lập tức quỳ xuống trước mặt bạch tinh đồng tinh đồng ơn này của cháu dì biết làm sao để báo đáp đây bạch tinh đồng vội vàng ôm bà lên đặt bà ngồi xuống dì mã dì tuyệt đối đừng nói vậy cháu giúp gì là việc nên làm còn nữa bạn cháu thật sự có rất nhiều tiền dì xài kiểu gì cũng không sao hết nước mắt mã tú anh không ngừng rơi xuống trong tay nắm cọc tiền cơ bản là không phản ứng kịp tiền rất nhiều người sẽ xem thường bảo tiền không phải vạn năng nhưng hiện tại, đối với Mã Tú Anh, tiền là vạn năng. Giản Phúc Linh vẫn còn chìm sâu trong cơn sốc. Diệp Vô Phong nhìn rất bình thường, nhưng lại có thể tùy tiện cho Mã Tú Anh 60 triệu. Số tiền đó cũng không phải nhỏ. Lúc đó cô ấy thật sự đã vô cùng sốc. Mình ở Phụng Thiên tìm lâu như vậy, không phải vì muốn tìm một anh chồng vàng ư. Nhưng cứ thế bị bạch tinh đồng câu mất rồi à. Khiêm tốn như vậy, trẻ tuổi như vậy, có vẻ như còn rất giỏi đánh nhau. Trời ạ! À đúng là hết sức hoàn hảo. Nhìn lại tên Dương Tiêu Đông mình vướng phải, dù xét về phẩm giá, hình dáng hay tiền tài cũng không bằng Diệp Vô Phong được. Tim giản Phúc Linh chưa xót đau khổ lắm, ai hiểu được đây. Ngồi trong chiếc xe có rèm che, ánh mắt của giản Phúc Linh thi thoảng lại liếc về phía Diệp Vô Phong, tuy rằng trong lòng cô hiện tại rất phức tạp, thậm chí còn hơi ghen tị, nhưng cô cũng hiểu rõ, thân mình tàn tạ cả rồi, Diệp Vô Phong đàn ông như vậy, chắc chắn sẽ thấy trướng mắt cô ấy nếu cứ không biết liêm sỉ dính lên người người ta thì cũng chỉ tự chuốc lấy nhục. Vẫn nên chúc phúc cho chị em tốt bạch tinh đồng của mình thì hơn, sau này ngoan ngoãn hơn, tìm một người đàn ông tử tế gả cho rồi. Chỗ là tiểu hoa biểu diễn là sân khấu nhị nhân chuyển lớn, vô cùng dễ tìm, nhưng hôm nay nhóm người Diệp vô phong đến quá muộn, lúc họ đến thì đã tan cả rồi. Nhìn đồng hồ mới biết giờ đã hơn một giờ tối. Tiễn giản Phúc Linh đi xong, Bạch Tinh Đồng bắt đầu chớp chớp mắt, gió đi đâu đây? Thật ra ý cô là đi tìm một khách sạn nào đó ngủ lại." Diệp Vô Phong nói, tìm không được La Tiểu Hoa thì tìm Quách Đại Trử cũng được. "Được rồi, vậy để tôi đi hỏi thử." Bạch Tinh Đồng nhanh chóng hồi phục tinh thần, vì còn có Diệp Vô Phong đi cạnh cô nữa mà. Tuy là giờ này đã trễ, nhưng nhờ có kinh nghiệm phong phú của cảnh sát, muốn hỏi thăm nơi ở của Quách Đại Trử cũng khá dễ dàng. Sau khi về, cô ta tiếp tục lái xe đi thôi. Vậy mà Quách Đại Trử lại ở vùng ngoại thành coi bộ ông ta không định mua nhà trong thành phố. Ừ, cũng trễ lắm rồi, chạy chậm một chút, không gấp." Diệp Vô Phong nhỏ giọng dặn dò. "Ừ, trong lòng Bạch Tinh Đồng vui như nở hoa, anh ấy đang quan tâm mình à?" Hai người tìm theo biển số nhà, cuối cùng cũng tìm được nhà số 236, Diệp Vô Phong đi lên gõ cửa. Tiếng cộc cộc vang lên làm cho hàng xóm xung quanh tỉnh giấc, cả chó cũng sủa không ngừng. Thế nhưng Quách đại trùy lại chẳng có động tính gì, bên trong nhà cũng chẳng có dấu hiệu sáng đèn. Diệp vô phong nhỏ giọng nói, cô chờ bên ngoài, tôi vào xem thử. Anh lấy đà rồi nhảy phát lên đầu tường, nhẹ nhàng đáp xuống khu vườn bên trong. Một lúc sau, anh lại leo ra, thở dài, quách đại trùy vậy mà vẫn chưa về nhà. Bạch Tinh Đồng nói, có cần gọi điện thoại cho ông ta không? Diệp vô phong lập tức móc ra một tấm danh thiếp gọi. Bạch Tinh Đồng vui vô cùng, lập tức gọi đến số điện thoại ghi trên danh thiếp của quách đại chủy alo dạ có phải anh quách quách đại chủy không ạ à? hôm nay em gọi anh là có một công việc hạng nhất muốn mời anh chuyện là vậy cháu trai của ông tổng giám đốc bọn em sắp được trăm ngày tuổi đúng vậy nên muốn mời anh đến diễn anh đang ở đâu ạ à? em đến nói chuyện trực tiếp với anh được không quách đại chủy nói tôi đang không ở nhà mấy người đang ở đâu tôi đến tìm các người chương 368 kẻ nào hạ độc. Cho dù Quách Đại Trùy lòng giả thâm sâu khó lường, nhưng khi biết đối phương đang ở trước cửa nhà mình, ông ta vẫn chẳng hề nghi ngờ gì cả. Bởi vì bọn họ là diễn viên, sinh hoạt trước giờ chưa từng có quy luật. Quách Đại Trùy nhanh chóng lái chiếc Audi Q3 về nhà mình. Ông ta nhanh chóng xuống xe, Quách Đại Trùy mở cửa nhà, hai người Diệp Vô Phong và Bạch Tinh đồng lập tức đi đến bên cạnh ông ta. Hai vị, xin mời. Quách đại trủy vô cùng khách sáo mời hai người bạch tinh đồng vào nha. Quách đại trủy ngáp liên tục, không thể không hâm mộ hai người trước mắt, tuổi trẻ sung sức quá. Trong nhà không có phụ nữ, dọn dẹp không được sạch lắm, xin bỏ qua cho. Lúc quách đại trủy mở cửa phòng đã không ngừng nói lời khách sáo, dù sao thì người ta cũng là khách hàng, hơn nữa, nếu ông ta tự tiếp thì phần trăm sẽ được nhiều hơn chút. Quách đại trùy ân cần mời hai người bạch tinh đồng ngồi xuống, nói, hai vị khuya rồi còn đến tìm tôi, có chuyện gấp lắm sao? Hay là hai vị nói sơ qua yêu cầu của mình đi? Diệp vô phong đánh giá quách đại trùy, thấy người này đã tầm 40 tuổi, cao khoảng 1m7m8, có vẻ rất thông minh, nhất là cái miệng rộng đấy, nhìn phát thấy ngay, người cũng như tên, làm người ta gọi biệt danh miết chẳng nhớ tên thật của ông ta là gì. Bạch Tinh Đồng nhìn chằm chằm vào mắt quách đại trùy, hôm nay bọn tôi đến tìm ông là vì chuyện của hai năm trước, ông còn nhớ người bạn diễn đáng thương, Mã Tú Anh không? Hả, quách đại trụy ngẩn người, trong mắt rõ ràng hơi sáng lên, các cô cậu không phải đến hẹn diễn à? Rốt cuộc các cô cậu là ai? Ông ta theo bản năng lùi về phía sau hai bước, ánh mắt nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt bắt đầu chất đầy hoảng sợ. Thoáng cái, Diệp Vô Phong đã đứng bên cạnh ông ta, nắm tay phải ông ấn nhẹ một cái quách đại trụy lập tức quỳ dạp xuống đất. Ôi ôi, người anh em ơi, nhẹ tay, Nhẹ tay thôi, á, à, Quách Đại Chủy gắng sức nhịn đau, nhưng trên trán đã đổ từng giọt mồ hôi lạnh. Thật ra, Quách Đại Chủy thân là diễn viên, bình thường đều kiên trì tập luyện, cơ thể cũng khá linh hoạt, nhưng lúc bị đối phương bắt được, ông ta còn chẳng kịp phản kháng, chỉ biết mình đã gặp phải cao thủ rồi. Bạch Tinh Đồng ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt mang theo uy hiếp nhìn Quách Đại Chủy, nói, ông hạ độc mã Tú Anh thế nào? Tôi không có, tôi và Tú Anh là bạn diễn lúc đó còn là người yêu của nhau, sao tôi lại hại cô ấy? Sao vậy được, quách đại trùy bày ra vẻ mặt vô tội, nói mấy cô cậu không thể đổ oan cho tôi. Được, các cô cậu là gì của Tú Anh? Nếu các cô cậu không tin tôi thì đưa Tú Anh đến đây mà hỏi, tôi tuyệt đối sẽ không hại cô ấy. Diệp vô phong nói, đừng có nói mấy lời vô dụng với tôi, nếu ông không nhận tội, tôi sẽ chặt ông thành tám khúc. Chát chát, hai cái tát sắt trên mặt quách đại trùy, lập tức khiến mặt ông ta sưng lên thành ông thọ, trên khóe môi thậm chí còn có bọt máu. Tú Anh thật sự không phải do tôi hại, giọng Tú Anh trong như vậy, tôi hợp tác với cô ấy cũng cảm thấy vui vẻ, sao lại hại cô ấy. Các cô cậu tìm nhầm người rồi, quách đại chỉ cố gắng biện hộ một cách ngắt quáng. Bạch Tinh Đồng nói, cuộc sống hiện tại của Mã Tú Anh thế nào, chẳng lẽ ông không biết. Năm đó diễn cùng gì ấy, giọng nói của gì ấy xảy ra chuyện, sao ông không thèm liếc mắt nhìn gì ấy ông rõ ràng có tật giật mình không phải tôi quách đại trủy muốn giải thích cũng khó con người ông ta đảo mấy cái giống như đang nghĩ ra cách đối phó nói diệp vô phong lên tiếng rất có tính uy hiếp các cô cậu thật sự muốn trả thù cho mã tú anh quách đại trủy xác nhận điều này lại lần nữa hai người trẻ tuổi này có vẻ cũng không phải cảnh sát đúng vậy mặc kệ là kẻ nào hại gì mã đều phải trả giá đắt Bạch Tinh Đồng nói ra những lời này hoàn toàn không phù hợp với thân phận cảnh sát của cô ta. Quách đại trùy trầm ngâm, các cô cậu dựa vào đâu mà muốn báo thù cho Tú Anh. Dù tôi không có chứng cứ kẻ nào hại Tú Anh, nhưng tôi biết là ai làm. Vì biết nên tôi mới không dám gặp mã Tú Anh. Ôi chao, ông chỉ cần khai hết sự thật ra thôi. Còn về việc dựa vào đâu để báo thù, tôi không cần phải cho ông biết, cuộc sống tự có công lý của nó. Diệp vô phong thả lỏng tay, Quách đại trùy cuối cùng cũng có thể thở dốc, lúc này ông ta mới đứng thẳng dậy, tư thế vô cùng thư thái. Bạch Tinh Đồng nói, hoàn cảnh của dì mã vô cùng thê thảm, mẹ dì ấy bệnh nhưng không có tiền chữa, tìm việc cũng khó, đến việc ăn nó ngủ đủ thông thường cũng khó giải quyết được, ông còn tự nhận là người yêu của dì ấy. Quách đại trùy, lương tâm ông vứt cho chó ăn hết rồi à? Ông còn không bằng một con chó. Chát chát, Diệp vô phong tát hai cái, phối hợp vô cùng ăn ý với Bạch Tinh Đồng đừng đánh, đừng đánh nữa. Quách đại chỉ tôi thật sự vô cùng xin lỗi Tú Anh, nhưng tôi cũng không dám dính dáng đến cô ấy. Năm đó, khi Tú Anh còn nổi, trong nhóm bọn tôi, Tử Lý là chị em thân thiết nhất của cô ấy, nghệ danh là Tú Hồng, cũng vì sau đó Tú Anh gặp chuyện không may nên cô ta thường chất vấn bầu gánh, còn đi thăm Tú Anh. Kết quả thì, Tú Anh bị đuổi, còn Tú Hồng không rõ tung tích, cũng không thấy cô ta nữa. Quách đại chỉ nói bằng giọng vô cùng sợ hãi bạch tinh đồng khinh bỉ nói vậy nên ông mới không dám đến gần gì mã nữa đúng vậy các cô cậu phải hiểu cho tôi tôi chỉ là một diễn viên nhỏ mà thôi ăn cơm của người ta để sống ai là khách hàng thì người đó là thượng đế trên sân khấu nhìn oai phong thế thôi nhưng dưới đài chúng tôi như con chó nhỏ vậy ai cũng có thể bắt nạt chúng tôi quách đại chuỷ kể không hết khổ tâm trong lòng bớt nói nhảm nói rõ đi ông sợ ai diệp vô phong đan tay lại tiếng bẻ khớp ngón tay vang lên răng rắc, chưa đầy sự uy hiếp. Khoảng thời gian sau khi Tú Anh hạ độc thì tôi mới biết. Giờ muốn chống lại thì, càng nghĩ càng thấy sợ. Thật ra, ai cũng biết, cậu lôi vì muốn nâng la tiểu hoa lên nên mới phá hỏng giọng nói của mã Tú Anh, nhưng cụ thể là ai hạ độc thì tôi thật sự không biết. Dựa vào tình huống sau khi chuyện đó xảy ra, có lẽ có liên quan đến chủ bầu gánh nhị năng. Quách đại trụy vừa hồi tưởng vừa nói. Tuy rằng sau khi Tú Anh gặp chuyện không may thì lập tức đưa vào bệnh viện, nhưng lại không có tiền chữa bệnh, mà cho dù có thì giọng cũng đã hư rồi. Mấu chốt là tên nhị năng kia không trả tiền công. Ngoài ra, nhị năng còn có thái độ ác liệt với Tú Hồng, còn từng tuyên bố sẽ giết chết Tú Hồng, sau đó thật sự không tìm thấy Tú Hồng nữa. Bây giờ tôi ở trong gánh hát cũng không dám ho một tiếng, dù là tiền diễn xuất nhiều ít ra sao, nhị năng cho bao nhiêu thì tôi chỉ dám lấy bấy nhiêu, đến giá cũng chẳng dám hỏi nữa. Ai cũng nghĩ, Nhị Năng là người của cậu Lôi, vì mỗi lần cậu Lôi đưa La Tiểu Hoa đến gánh hát, Nhị Năng đều sẽ qua đó nịnh bợ vài câu. "Ồ, Âu Dương Lôi đưa Lý Tiểu Hoa đến gánh hát, tại sao thế?" Bạch Tinh Đồng hơi khó chịu. Vì La Tiểu Hoa là con gái nuôi của cậu Lôi, bình thường La Tiểu Hoa sẽ ở trong nhà cậu Lôi. Thật ra ai thông minh cũng nhìn ra được, con gái nuôi gì chứ, chẳng qua đang nuôi một con chim hoàng yến mà thôi. Đương nhiên mấy lời này bọn tôi chỉ dám nói sau lưng, không ai dám nói trước mặt La Tiểu Hoa. Có thể nhị năng cũng tham gia vào chuyện hạ độc, đúng chứ, Bạch Tinh Đồng đe dọa nhìn Quách Đại Trùy. Vậy nên mọi người mới nghi ngờ, cảm thấy thủ đoạn của gã thật độc ác, chỉ có gã mới làm ra trò đó. Quách Đại Trùy suy đoán, nói. Nếu để tôi tra được chuyện này là do ông làm, tôi sẽ quăng xương của ông cho chó ăn. Diệp vô phong nói một cách thản nhiên. Thật sự không phải là tôi làm mà. Quách đại trùy tội nghiệp tiếp tục biện hộ cho mình, mươi 369 tiếp tục uy hiếp. Được, ông mau dẫn chúng tôi đi tìm nhị năng. Diệp vô phong sách quách đại trùy như sách gà con, khiến ông ta không dám phản kháng, cứ thế lôi ra sân rồi ném lên xe. Theo thường lệ, hiện tại bầu gánh nhị năng cũng không ở nhà nghỉ ngơi, lúc quách đại trùy mang hai người diệp vô phong đến vổ hụt nhị năng. Diệp vô phong nhìn đồng hồ thì đã 3 giờ sáng, lập tức bắt quách đại trùy gọi cho nhị năng, hẹn gã ở chỗ nào đấy. Quách Đại chỉ thấy hai người Diệp vô phong quyết tâm muốn báo thù cho má tú anh thì lập tức gọi điện thoại cho Nhị Năng. ALO. Bầu gánh. Anh đang ở đâu vậy à? Em có một mối lớn nè, là tiệc mừng cháu trai của tổng giám đốc được trăm ngày tuổi, họ gọi chúng ta đến đó diễn. Anh đang ở đâu? Để em đi tìm anh, rồi chúng ta cùng thương lượng chuyện này. Tôi đang ở cùng anh Đại Tùng, ở biệt huyền hội sở. Cậu qua đây. Khách hàng có theo luôn không? trong giọng nói của nhị năng còn mang theo một loại cảm giác như người ở trên cao nhìn xuống. Khách hàng cũng đến, họ gấp lắm, em qua ngay đây, quách đại trùy cúp điện thoại, ở biệt huyền hội sở. Anh Đại Tùng là ai? Diệp vô phong nhìn ông ta đầy đe dọa. Anh Đại Tùng là nhân viên chủ quản của biệt huyền hội sở, anh ta tài lắm, ngoài ra, trong hội sở còn có một nhóm đàn em cũng rất giỏi. Ánh mắt của quách đại trùy hơi lóe chỉ với hai cô cậu, thôi, vẫn nên lừa nhị năng ra ngoài thì hơn không cần, đi thẳng đến biệt huyền hội sở. Diệp vô phong nói với Bạch Tinh Đồng đang lái xe. Không không, anh hai à, các cô cậu cứ thế đến biệt huyền hội sở sẽ tiêu đó. Ở đó đều là người của cậu lôi, hoành hành ngang ngược, chỉ cần thích là có thể đánh người ta đến chết, đến tàn phế đó. Lúc này đây, Quách Đại Chủy thật sự cảm thấy sợ hãi. Bạch Tinh Đồng nói, thế lực đen tối thế mà cũng tồn tại được à. Phụng Thiên đúng là toàn âm binh chướng khí. Cả người quách đại trùy run run, anh hai ơi, tôi sẽ không cản các cô cậu đến biệt huyền hội sở, nhưng xin các cô cậu đừng mang tôi theo, có được không? Tôi xin các cô cậu đấy. Ông sở tên đại tùng kia à? Diệp vô phong cảm thấy hơi buồn cười. Anh đại tùng ác lắm, cũng có tiếng ở khắp phụng thiên nữa. Có ít nhất 10 người chết trên người anh đại tùng rồi, người trong giang hồ ai ai cũng biết, nhưng cảnh sát cũng không có cách nào bắt được anh ta. Khi quách đại trùy nhắc đến anh đại tùng, cả người sợ đến mức không ngừng run cầm cập. À, kẻ chúng ta cần tìm chính là ông ta, Diệp vô phong cười mỉa mai. Biệt huyền hội sở quả nhiên là địa danh khá nổi tiếng ở Phụng Thiên, hội sở được cậu lôi che chở, cảnh sát chưa từng đến đây, cũng không đột kích mấy vụ bài bạc, sử dụng chất kích thích ở nơi này, hơn hết, chỉ cần những người đến biệt huyền hội sở đều biết, ở đây chơi là tuyệt đối bí mật, tuyệt đối không tiết lộ những chuyện ở đây ra ngoài, dù bên ngoài là kẻ nghênh ngang thế nào bước vào biệt huyền hội sở cũng không dám kiêu ngạo. Dù là người lăn lộn trên trốn quan hay kẻ lăn lộn ngoài xã hội, đến đây đều sẽ nhận được phục vụ tốt nhất, vậy nên việc làm của biệt huyền hội sở mới tốt được như vậy. Dù hôm nay đã hơn 3 giờ sáng, sắp đến bình minh, nhưng trong bãi đỗ xe của biệt huyền hội sở vẫn còn đông nghịt, muốn tìm một chỗ đỗ xe cũng khó khăn. Mà thời điểm nhóm người Diệp vô phong bước vào, nếu như không có quách đại chỉ gọi điện báo trước cho nhị năng, biết được số phòng của gã thì căn bản không vào được. Ngoài ra, bên ngoài còn có hai bảo vệ riêng trẻ tuổi cường tráng, đưa ba người Diệp vô phong vào phòng, đến khi vào phòng của nhị năng, được gã xác nhận là có quen quách đại trùy, hai bảo vệ trẻ mới rời khỏi đây. Thái độ trách nhiệm này đúng là trình độ phục vụ thuộc hàng năm sao. Nhị năng thấy quách đại trùy dẫn theo người đến, ngược lại cũng không có vẻ gì là khó chịu, tươi cười chào đón, ôi chào. Bạn tôi ơi, mời ngồi, mau ngồi xuống đi nào nhị năng nằm trong chăn có thể thấy rõ bên trong còn một dáng người yểu điệu nữa nhưng gã chẳng có vẻ gì là ngại mời mọi người ngồi xuống bàn ở mặt hai vị đến mời chúng tôi diễn ư nhị năng cầm một điếu thuốc lên diệp vô phong lắc đầu tôi đến vì có chuyện muốn hỏi ông hỏi ý cậu là sao nhị năng cảnh giác lúc này mới phát hiện sắc mặt của quách đại trủy có gì đó sai sai quách đại trủy cậu cả gan dám mang hai kẻ này vào đây cậu biết đây là đây không nếu anh đại tùng biết cả nhà cậu chết chắc dầm nhị năng vỗ bàn một phát chừng mắt nhìn diệp vô phong đứng dậy biến ngay cho tao còn dám làm nhảm thêm câu nào nữa tao sẽ chặt hai chân mày rồi quăng xuống sông cho cá ăn ha ha một bầu gánh còn con mà cũng đòi đánh gãy chân người khác ông nghĩ ông là ai diệp vô phong cũng không vội dù gì cách hừng đông cũng còn một lúc thật ra diệp vô phong có hơi lo khi ở chung một chỗ với bạch tinh đồng vì anh nhìn ra được thật ra bạch tinh đồng muốn đi thuê phòng với anh lúc ánh mắt nhị năng lóe lên cô gái trong chăn cũng từ từ ngồi dậy hở thế mà có kẻ dám đến địa bàn của anh đại tùng gây chuyện à lần đầu thấy đó nha để em gọi điện cho bảo vệ chỉnh chết đám nhóc mấy người bạch tinh đồng trước mắt đã đến cạnh giường tắt một phát khiến cô gái bán khỏa thân kia hôn mê bất tỉnh ngã phịch xuống không cử động nữa Bạch Tinh Đồng đi theo Diệp Vô Phong một thời gian dài, thủ đoạn xử lý công việc càng lúc càng ngang ngược. Vô liêm sỉ, tụi mày dám động thủ. Phản rồi, vóc dáng nhị năng cũng chẳng cao, nhưng khí thế lại mạnh, lời vừa ra đến miệng đã cảm giác của mình bị người ta giữ lại, nhanh chóng đổi giọng. Ui ra, anh à, anh thả tôi xuống đã, có gì từ từ nói. Nhị năng sợ hãi, kẻ khôn sẽ không chịu thua cái thiệt trước mắt, anh đại tùng bà bảo vệ chưa đến mình đã bị đánh gần chết anh đại tùng sẽ thế nào diệp vô phong ném gã qua một bên tát hai cái đánh đến mức khiến nhị năng choáng váng mặt mày ui ra đừng đánh nữa làm ơn đừng đánh nữa tôi bị thế là đủ rồi ông nội ơi ngài muốn hỏi gì tôi cũng nói cái gì tôi cũng nói người này đúng là sợ thật rồi lập tức thức thời tốt thôi ông cũng rõ tình huống hiện tại rồi đấy giờ thì nói xem hai năm trước ông hạ độc mã tú anh kiểu gì diệp vô phong hỏi một cách lạnh nhạt gì cơ người anh em à không ông nội à mã tú anh bị hư giọng không phải do bệnh ư sao tôi lại hạ độc cô ấy chứ nói gì thì cô ấy cũng là đào kép trong đoàn là cây dụng tiền đó chắc chắn tôi sẽ không hại cô ấy đâu đúng chứ tên nhị năng này dù gan không lớn nhưng đầu óc lại rất thông minh mồm mép cũng giỏi dù bị diệp vô phong đánh đến mức miệng sưng phù nhưng vẫn chẳng hề thay đổi hơn nữa, trong lúc nói, gã luôn liếc mắt nhìn quách đại trụy, thấy quách đại trụy y hệt con nhím chui vào một góc, cả ngồi cũng không dám ngồi, lòng ngực nhị năng cảm thấy nặng nề, má nó. Bị thằng nhãi quách đại trụy sợ nhát gan này hại rồi. Diệp vô phong cầm một cái gà tàn thuốc làm bằng thủy tinh thật dày lên, không nói hai lời đã đập mạnh vào tay phải đang đặt trên bàn của nhị năng. Bốp! Á! À, nhị năng hét thảm một tiếng, ngón út bàn tay phải bị mạnh mẽ đập nát, gãy cả xương. Ai ui, nhị năng đau đến run cả người, hút từng hơi lạnh, ôi, mày không được đánh người. Nếu anh Đại Tùng biết, chắc chắn sẽ không tha cho tụi mày. Tụi mày dám làm vậy ở biệt huyền hội sở là tự tìm đường chết. Đừng trách tao không nhắc tụi mày. Thẳng đến giờ phút này, nhị năng vẫn còn dám mở miệng uy hiếp. Chương 370, tôi có thể đi à? Diệp Vô Phong vốn cũng chẳng thèm để ý đến gã, tiếp tục đập gà tàn thuốc xuống. Bốp, á, lúc này đây nhị năng đã đau đến không ngừng nhảy dựng, cả người run bần bật, nước mắt tuôn ảo ảo, ông ơi. Ông là ông của cháu, ông làm ơn tha cho cháu đi, cháu nói, cháu sẽ nói hết, được chưa? Dù quách đại chủy chỉ dùng đuôi mắt để nhìn, nhưng cũng có thể thấy rõ, động tác đánh người của Diệp vô phong thành thạo đến mức khiến người ta giận sôi máu. Điều này nghĩa là gì? Nghĩa là chuyện này đối với Diệp vô phong đơn giản như ăn cơm uống nước bình thường vậy đó trong lòng quách đại trụy không ngừng cảm thấy may mắn, may mà mình thông minh lanh lợi, biết lùi đúng lúc, nếu không toàn bộ ngón tay mình cũng khó bảo toàn. Diệp vô phong thả nhị năng ra, lạnh lùng nhìn gã, nói đi. Ui ra, dạ dạ dạ, cả cơ thể nhị năng không nhịn được run lẩy bẩy, nhìn thấy hai ngón tay của mình bị đập đến biến dạng, trái tim đau như bị sát muối. Vì vậy, gã lắp bắp nói, năm đó, Mã Tú Anh đúng là đào kép trong đoàn, khắp Phụng Thiên cũng xem là nổi danh một thời, là người có giá trị cực cao. Nhưng lúc cô ấy vinh quang nhất lại chọc phải một kẻ độc ác, tên là La Tiểu Hoa. Thật ra La Tiểu Hoa chỉ là một cô bé nông thôn mà thôi, chọc cô ta thật ra cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng mấu chốt của câu chuyện này ở chỗ, cha nuôi của La Tiểu Hoa là cậu Lôi. Nhà họ Lôi ở tỉnh Liêu Đông, là kẻ chỉ cần dậm chân một phát cũng sẽ gây ra sóng gió. Hôm đó là buổi diễn tự cấp của một ông chủ lớn, trùng hợp là anh Đại Tùng và cậu Lôi cũng đến, sau khi ăn tiệc tối xong, Mã Tú Anh uống rượu cũng ít, nhưng, ngày hôm sau tỉnh dậy thì giọng cô ấy đã hỏng rồi. Khi đó, tôi thật sự không biết ai hạ độc cả. Nhưng chúng tôi cũng nghi là cậu lôi có liên quan đến chuyện này, hoặc anh Đại Tùng cũng có liên quan, có lẽ là hoa tiểu la hạ độc, nhưng dù là kẻ nào thì gánh hát nhỏ bọn tôi cũng không động đến được. Vậy nên, sau đó trong gánh hát không ai dám nhắc lại chuyện này, sau này ngay cả liên lạc với Mã Tú Anh cũng không đánh, Quách Đại Trụy và tôi thật ra rất có cảm tình với Mã Tú Anh, nhưng bọn tôi nhát gan, không thể chọc nhà họ lôi kia dược. Những lời này của Nhị Năng, dù thật hay giả cũng cho thấy được, tên bầu gánh này là một kẻ vô cùng thông minh. Đổ hết trách nhiệm lên người cậu lôi và anh Đại Tùng, Nhị Năng cam đoan, cho dù cả người tên trẻ tuổi trước làm bằng thiết thì cũng không phải đối thủ của anh Đại Tùng và nhà họ lôi. Hiện tại tuy gã bị gãy hai ngón tay, nhưng đến lúc đó, Diệp Vô Phong nhất định sẽ bị người nhà họ lôi chỉnh thảm hơn gã gấp trăm lần. Những lời này của ông đều là thật. Diệp Vô Phong thò tay tìm kiếm, bắt được cổ tay phải của nhị năng. Á, à, trời ơi, đừng, ông ơi, ông nội ơi, đừng đánh nữa. Lời cháu nói đều là thật. Nếu có nửa câu gian dối, nhị năng cháu sẽ bị thiên lôi đánh, cả nhà chết không được tử tế. Nhị năng hết thảm, giấy ruộng cũng chẳng có tác dụng, chỉ có thể dùng miệng cố thể thốt với Diệp Vô Phong sự cay nhiệt của diệp vô phong dọa gã sợ đến tè ra quần nước tiểu nhỏ tí tách xuống sàn trải qua chút va chạm nhị năng nghĩ tim gã cũng đau đến run lẩy bẩy cả rồi được lắm vậy ông gọi tên đại tùng kia đến đây đi diệp vô phong nói bằng giọng lạnh nhạt hả sao mà anh đại tùng có thể quan tâm đến tôi chứ tôi cũng chỉ là tay sai của anh ấy thôi ông ơi ông làm ơn tha cho cháu đi cháu thật sự không hạ độc hải tú anh cháu thề miệng mồm nhị năng vẫn trơn tru như cũ. Diệp vô phong không để ý đến gã, tiếp tục cầm gạt tàn thuốc lên. Cháu gọi, cháu gọi, cháu gọi là được chứ gì? Nhị năng cố gắng dẫy ruộng, nhưng rồi gã phát hiện tay Diệp vô phong hệt như chiếc kiểm sắt, gã dẫy thế nào cũng không dẫy ra được. Giỏi, ông đọc số đi, tôi gọi, sau đó ông bình tâm lại, cố mà tỏ ra bình thường. Nếu không, tôi đập nát đầu ông. Diệp vô phong nói xong liền cầm cái ghế bên cạnh lên, chiếc ghế làm bằng gỗ lim cứ thế bị nghiền thành bột trong tay Diệp Vô Phong. Trong nháy mắt, nhị năng trợn to mắt, gã biết mình bị đánh một trận này không oan chút nào. Tên Diệp Vô Phong này là một cao thủ sở hữu sức mạnh cực lớn. Bạch Tinh Đồng ở một bên không ngừng quan sát, trong lòng thế mà lại có chút thấp thỏm, cách này cũng chỉ có Diệp Vô Phong dám làm, cô ta là cảnh sát, không thể dùng những thử đoạn tàn nhẫn như vậy được. Hơn hết, nếu cô ta nói mình muốn làm như vậy thì sẽ bị kỷ luật, thậm chí vừa rồi cô ta đánh ngất cô gái kia nếu bị tố cáo thì cũng sẽ bị thẩm tra cô ta không biết diệp vô phong có thể làm đến mức nào thậm chí cô ta còn cảm thấy hối hận mình là cảnh sát lẽ ra không nên theo diệp vô phong làm những chuyện này nhưng nếu để diệp vô phong đi một mình cô ta sẽ lo lắng không ai ở bên cạnh giúp diệp vô phong sao mà được lỡ đối phương là cao thủ thì sao cô ta không đến trường hợp nếu đối phương là cao thủ mà diệp vô phong đánh không thắng nổi thì có cô ta ở đây cũng chỉ giữ chân anh mà thôi ai đó nửa đêm còn phiền ông mày nghỉ ngơi à đại tùng thấy số gọi đến là số lạ thì rõ ràng rất không kiên nhẫn anh đại tùng em là bầu gánh nhị năng đây ở đây em có chuyện quan trọng muốn nói với anh đúng rồi em đang ở bên trong biệt uyển hội sở nhị năng nói nói khép nép nhị năng là cái thằng bộ dạng như lang thang ấy hả chuyện quan trọng gì nữa mày nghĩ mày cản được chuyện chủ tịch ra nước ngoài à? Địch mợ, Đại Tùng định cúp máy. Anh Đại Tùng, chuyện này thật sự rất quan trọng, liên quan đến cậu lôi đó. Anh nhất định phải tự qua đây xem thử, em nói thật đấy. Nhị năng chợt nghĩ, lập tức nhắc đến cậu lôi. Ồ, chuyện liên quan đến cậu lôi à? Thằng nào ăn gan cọp dám gây chuyện với cậu lôi hết hả? Ông đến cắt chim nó. Anh Đại Tùng nghiến răng đáp, được lắm, mày chờ đấy nếu dám gạt tao tao đánh gãy từng khớp xương của mày nhị năng bị dọa đến muốn thăng thiên nhưng chưa đợi gã kịp giải thích đại tùng đã cúp điện thoại đồng thời nhị năng cũng thở phào một hơi vừa lo lắng nếu tên cao thủ trước mặt có thể chỉnh được đại tùng thì còn cơ nhưng nếu tên này không phải đối thủ của đại tùng mình lừa gã ta như vậy hậu quả thật chẳng dám nghĩ nữa gã càng nghĩ càng thấy sợ toàn thân run liên tục nước tiểu trong quần cũng không dùng được chảy xuống lòng tòng Cô gái bị bạch tinh đồng khống chế vừa tỉnh dậy đã bị bạch tinh đồng dùng khăn bịt miệng lại, đôi mắt to tràn đầy sợ hãi, không ngừng chấp chấp. Quách đại trùy thấp thỏm nói, cậu này, tôi, tôi có thể đi được chưa? Ý ông ta là, tìm được nhị năng thì ông ta cũng xong việc rồi, tiếp tục ở lại sẽ không được yên ổn. Nếu có thể đi thì nên đi ngay. Diệp vô phong lạnh lùng nhìn ông ta một cái, ông ta sợ đến co rúm, không dám nói nữa. Dầm dầm, lúc tiếng đập cửa vang lên, Hai người quét đại trủy và nhị năng đồng loạt sợ đến run lẩy bẩy. Anh đại tùng cường tráng xuất hiện, Diệp Vô Phong rốt cuộc sẽ đối phó ra sao? Hai người cùng nhìn Diệp Vô Phong, cậu ta thật sự sẽ đi mở cửa à? Khi cánh cửa mở, cảnh tượng lúc đó sẽ như thế nào? Bạch tinh đồng dùng chất giọng dịu dàng nói, mời vào. Thoát cái Diệp Vô Phong đã đến cửa phòng, hờ hững nhìn cánh cửa sắp mở. Nhị năng, mày đặc biệt gọi tao đến đây là có chuyện gì? dám gọi tao đến vào giờ này à? Giọng nói hống hách của Đại Tùng vang lên. Audio điện tử võ tấn bền. chương 371, chuyển chỗ dựa. Đại Tùng vừa mới xông vào được nửa người thì nhận thấy ở sau cánh cửa ra vào có người. Đại Tùng dù sao cũng là cao thủ gần tới cấp tông sư, cho nên anh ta lập tức dừng lại, muốn lùi lại. Vù, bàn tay của Diệp vô phong đưa ra nhanh như chớp, vô cùng chính xác tóm lấy cổ Đại Tùng. Cùng lúc đó, Diệp vô phong giơ chân ra chặn, trực tiếp làm đại tùng ngã trên mặt đất. Hơn nữa khi anh ta ngã xuống đất, Diệp vô phong đã khống chế hai tay của đại tùng, ép đầu gối phải của anh vào lưng đại tùng đè chặt trên mặt đất. Bụp, Diệp vô phong thậm chí còn đưa chân ra đá cho cửa đóng lại. Toàn bộ quá trình không mất đến một giây. Còn quách đại trụy và nhị năng chỉ nhìn thấy hình ảnh cuối cùng xảy ra, chứ cũng không thấy rõ Diệp vô phong đã khuất phục đại tùng như thế nào cả. Này! cậu là ai, mà dám ở trên địa bàn của ông đây làm hại ông đây? Cả người đại tùng không thể động đậy, giấy ruộng một hồi cũng vô dụng, trong lòng thầm chấn động, nhưng ngoài miệng vẫn không yên. Dù sao anh ta cũng tung hoành ở phụng thiên này đã lâu rồi, đại tùng có bao giờ bị đẩy xuống đất như thế này đâu. Diệp vô phong nói, tôi tìm anh có việc, anh chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi một cách thành thật. Đại Tùng hư một tiếng nói, tôi cũng là một người đã bôn ba lâu ở Phụng Thiên này, cũng có chút tiếng tam dù cậu có giết chết tôi tôi cũng sẽ không nói một lời cho dù cậu hỏi cái gì cũng đừng nghĩ đến việc nhận được câu trả lời từ tôi anh không phục sao diệp vô phong thờ ơ hỏi đại tùng chế nhạo cậu cố tình đánh lén ông đây vậy làm sao tôi lại chịu phục cậu chứ trừ khi cậu đánh trước mặt tôi nếu như cậu thắng tôi sẽ nói bất cứ điều gì cậu yêu cầu đại tùng rất có tự tin với võ công của bản thân tuy rằng lúc nãy khi diệp vô phong bắt anh ta anh ta chưa kịp phản kháng nhưng anh ta cảm thấy rằng đó là vì mình mất cảnh giác, không phải bởi vì Diệp Vô Phong có võ công cao hơn mình. Hơ hơ, Diệp Vô Phong cười, anh muốn đấu công bằng, vậy sau đó sẽ trả lời câu hỏi của tôi. Đại Tùng ra sức gật đầu, được, chỉ cần cậu thắng, tôi sẽ trả lời câu hỏi của cậu. Nói lời giữ lời, Diệp Vô Phong nói. Nhanh lên, Đại Tùng nói tiếp, anh ta thậm chí còn không nhìn thấy Diệp Vô Phong trông như thế nào, trong lòng lại càng thêm tức giận cho dù trong trường hợp nào anh ta muốn dùng nắm đấm của chính mình để làm chủ khi nãy diệp vô phong bắt anh ta hoàn toàn không có khiến cho anh ta bị thương một chút nào vì vậy ngay khi diệp vô phong buông ra đại tùng đã dễ dàng nhảy lên và vươn vai kéo giãn tay chân sau đó nhìn diệp vô phong ở đối diện hả cậu còn trẻ như vậy cậu nhóc cậu là ai các cậu đến phụng thiên làm gì lại dám dở trò với ông đây ở hội sở riêng quả là khâm phục sự tự tin của cậu đại tùng anh dám xưng ông đây trước mặt tôi tôi phải tát hai cái mới được diệp vô phong nheo mắt lại khinh thường nhìn anh ta ra tay đi được lắm cậu lại muốn tát ông đây hai cái sao được lắm tự lại đây ăn đánh đi đại tùng đã vào tư thế hóa ra đó là chiêu thức hố chân của bắc phái căn phòng có hơi hẹp nhưng kỹ năng dùng chân của anh ta rất tuyệt vời ở nơi chỉ có một mét vuông như thế này mà anh ta vẫn thi triển nó một cách mạnh mẽ âm ầm ầm đôi chân của đại tùng giống như cối say gió, quay ngoắt về phía Diệp Vô Phong. Quách đại trụy và nhị năng sợ đến mức cố gắng thu mình vào góc tường, không dám quan sát trận chiến của bọn họ. Bóng dáng của Diệp Vô Phong chợt lóe lên, đại tùng chỉ cảm thấy hoa mắt, bốp, bốp. Mặt lại bị tát hai cái, thậm chí bản thân còn đang loạn choạng và suýt ngã. Anh ta nghĩ rằng thế đứng của mình rất hoàn hảo không một chỗ sơ hở, thế nhưng còn không kịp chạm được đến góc áo của người ta trên khuôn mặt anh ta truyền đến cảm giác đau rát, như muốn nói với anh ta rằng tất cả chuyện này đều là sự thật. Cậu, cái gọi là chỉ bằng một cái giơ tay của chuyên gia thì có thể biết ngay đối thủ có thể nhẹ nhàng tắt anh ta hai cái được hay không, đương nhiên còn có thể đánh anh ta bất tỉnh chỉ bằng một phát. Bạn à, rốt cuộc cậu đến đây làm gì? Đại tùng này thật may mắn khi có thể kết bạn với một cao thủ như thế này. Quả đúng là may mắn ba đời. Đại tùng thay đổi thái độ ngay lập tức, thậm chí không nhìn đến nhị năng ở bên cạnh đã bị đánh dập nát ngón tay. Khi quách đại trủy và nhị năng thấy anh đại tùng bị tát hai cái, họ ngay lập tức hiểu chuyện, lòng hai người nặng chiếu, đây là đang diễn kịch bản gì vậy? Diệp vô phong nhẹ giọng nói, tôi tới đây để điều tra kỹ vụ án Mã Tú Anh bị trúng độc và bị phá hủy giọng hát vào hai năm trước. Dù là ai khiến Mã Tú Anh trở nên như vậy thì cũng phải trả giá đắt. Điều tra, sắc mặt đại tùng thay đổi ngay. Bạn à, bạn bè khắp nơi đều lấy tình nghĩa đặt lên hàng đầu mặc dù đại tùng không có kỹ năng như người ta nhưng tôi thật sự không thể trả lời cậu chuyện này được diệp vô phong cười gật đầu ừ đại tùng tôi hy vọng cái miệng của anh đủ cứng ý cậu là gì thực ra anh ta đã nhìn thấy những ngón tay dập nát của nhị năng rồi đại tùng bị sốc và lập tức quay về tư thế cảnh giác chẳng nhẽ cậu lại dám ra tay ở hội sở riêng sao tôi nói cho cậu biết đại tùng tôi là là người của ông thất. Cậu phải cân nhắc kỹ càng, có nên động đến ông thất hay không? Hơn nữa, sư phụ của tôi chính là bác Thoái Vương. Bạch tinh đồng thầm kinh ngạc ở trong lòng, người của toàn tỉnh Liêu Đông đều biết đây tên Bắc Thoái Vương là một cao thủ hàng đầu, từ nhỏ đã có tài năng võ nghệ xuất chúng. Sau này được thăm viếng các cao thủ nổi tiếng, hiện tại vẫn là người mạnh nhất bên cạnh ông thất, nghe nói đã đạt đến cấp chiến thần, Kiều Thất đã có một khoảng thời gian vui vẻ ở tỉnh Liêu Đông chính là nhờ Bắc Thoái Vương làm nơi nương tựa lớn nhất. Diệp Vô Phong cảm thấy buồn cười bởi vẻ giang hồ của Đại Tùng, không thể đánh bại anh nên đem nó ra làm chỗ sửa vững chắc, đây chẳng khác nào là một trò bịp bợm của trẻ con. Anh ngoác ngoác tay với Đại Tùng, tôi cũng coi trọng anh vì anh rất đàn ông, cho nên anh có thể dốc hết sức mà tấn công tôi. Đại Tùng nghiến răng quyết định đơn giản hóa chuyện phức tạp này, ngừng sử dụng những chiêu thức hào nhoáng bên ngoài, chỉ sử dụng liên hoàn ba chân, xem Diệp Vô Phong đối phó như thế nào. Đại Tùng rất tự tin, liên hoàn ba chân này đã hạ gục không biết bao nhiêu bạn bè từ khắp nơi đến thách đấu, nên dù thanh niên trước mặt có mạnh mẽ đến mấy cũng khó đánh bại được chính mình. Anh ta lướt về phía trước một bước gọn gàng, hai nắm đấm hất tung lên, đá về phía Diệp Vô Phong. Nếu Diệp Vô Phong né được, trưởng thứ hai sẽ đến ngay lập tức. Tuy nhiên, Diệp Vô Phong đã không cho anh ta cơ hội thực hiện cú đá thứ hai khi chân phải của đại tùng đang đá về phía anh diệp vô phong chỉ trượt nhẹ về phía anh ta động tác này có thể được mô tả là chính xác đến từng mm không chỉ khiến anh tránh đòn đánh thẳng của đối phương đồng thời tay còn dễ dàng nắm lấy mắt cá chân phải của đại tùng với một cú đá nhẹ từ chân của diệp vô phong đại tùng ngã một cái bụp xuống đất mặc dù anh ta đã dùng cả hai tay để chống xuống mặt đất nhưng mắt cá chân phải của anh ta vẫn nằm trong tay diệp vô phong bóng diệp vô phong xoay người ném thân hình cao 1,8m của đại tùng lên. Anh ta xoay người bay theo một đường cung hình bán nguyệt, vững vàng rơi xuống thảm. Hừ, đại tùng còn chưa kịp kêu lên một tiếng đã trực tiếp rơi vào hôn mê, nội tạng đều bị tổn thương. Khoảng cách giữa hai người quá lớn. Bốp, bốp, Diệp Vô Phong bước tới, tát vào mặt đại tùng vài cái nữa và ấn mạnh vào nhân trung của người đàn ông. Chương 372, chính là ác quỷ. Ưm, ừ, đại tùng tỉnh dậy. Đôi mắt thâm quầng, đầu óc thì vẫn còn choáng váng, tôi vừa bị sao vậy? Vừa rồi, bằng một cú đá ngang tàng đã khiến Đại Tùng ngã một cách thảm hại. Anh ta thậm chí không thể nhớ mình đã bị đá như thế nào. Bây giờ, anh đã sẵn sàng trả lời câu hỏi của tôi chưa? Mặc dù Diệp Vô Phong nhẹ giọng nói, nhưng mọi người trong phòng đều nhìn ra áp lực trong giọng nói này quá là quá lớn. Lúc này Đại Tùng mới biết thì ra lúc nãy khi anh ta định sử dụng Liên Hoàn Tam Cước anh ta chỉ mới đưa một chân ra đã bị đối thủ áp đảo lại. Anh ta vô cùng nản trí, anh ta đã luyện võ công này hơn 30 năm mới có thể đạt tới trình độ như hiện tại, nhưng người kia rõ ràng là một thanh niên mới ở độ tuổi 20, vậy mà lại giỏi hơn mình rất nhiều. So với tài năng của sư phụ khi đó thì thanh niên trước mặt xem ra còn cao hơn rất nhiều. Nhưng là một người giang hồ nghĩa khí làm sao Đại Tùng có thể bán đứng bạn bè được? Một chữ tôi cũng không nói, Đại Tùng nghiến răng hơ diệp vô phong chế nhạo đừng nói như vậy nào tôi muốn xem xương của anh cứng đến mức nào trong khi nói diệp vô phong đã dẫm lên xương bắp chân phải của đại tùng giang giác đại tùng nghe rõ tiếng gãy xương chân của chính mình a à, đau đớn tột cùng nhưng anh ta lập tức ngậm chặt miệng từng hạt mồ hôi lăn xuống trên trán nhưng anh ta vẫn cắn chặt răng chịu đựng diệp vô phong dẫm lên xương bắp chân đang bị gãy của đại tùng chân phải của anh ta khẽ nhúc nhích a à, dưới cơn đau dữ dội đại tùng ngước mắt lên nhìn sau đó hôn mê bất tỉnh đi lấy một chai nước diệp vô phong đưa tay về phía nhị năng dạ vâng nhị năng lập tức cầm một chai nước khoáng cẩn thận đưa cho diệp vô phong trên mặt nở nụ cười sợ hãi chai nước khoáng lập tức được đổ lên đầu đại tùng đại tùng khẽ dùng mình và mở mắt ra khi nhìn thấy diệp vô phong thì hoảng sợ giống như nhìn thấy một con quỷ hung tợn nỗi sợ hãi trong lòng anh ta không thể che giấu được nữa thậm chí anh ta còn vô thức dịch người về phía sau sốt cuộc là vì đau hay là vì sợ nỗi đau bị gãy xương không tính là đau mà để xương bị gãy lại gãy thêm lần nữa mới thật sự là đau lúc này diệp vô phong thật sự là một con quỷ diệp vô phong có thể cảm nhận được sự thương xót của bạch tinh đồng cũng cảm nhận được sự tuyệt vọng và đấu tranh đối với cuộc sống của mã tú anh vốn dĩ anh không định dùng những biện pháp quá quyết liệt đối với kiều thất nhưng giờ đây anh đã bị cơn tức giận làm lung lay diệp vô phong cầm lấy một chai nước khoáng khác mà nhị năng đưa cho dừng dưng nhìn đại tùng nói chuyện đi rốt cuộc ai đã bỏ thuốc độc vào đại tùng nhắm mắt lại nói tôi thực sự không biết a à, diệp vô phong lại tiếp tục dẫm lên cái chân gãy của anh ta nói đi diệp vô phong cười nhìn đại tùng đang đau đớn nói sức chịu đựng của con người có giới hạn đến một mức độ nào đó tinh thần của con người sẽ suy sụp về phương diện này, tôi là một chuyên gia." Đại Tùng tức giận nói, "Cậu không phải người." Diệp Vô Phong cười nhếch mép, "Cảm ơn đã quá khen. Đối với người không phải là người thì tôi luôn là quỷ." Khi Diệp Vô Phong giẫm lên cái chân gãy của anh ta một lần nữa, Đại Tùng cuối cùng cũng thực sự ngã quỵ, sau đó run rẩy dữ dội, "Không. Đừng, hu hu." Ai có thể tưởng tượng được rằng một người đàn ông ngang tàng, ngỗ ngược như Đại Tùng lại khóc chứ? Nhưng Diệp Vô Phong đã làm được tại sao anh lại khóc có đau không nụ cười của diệp vô phong trong mắt đại tùng là tiếng gọi của thần chết đại tùng không sợ chết nhưng là không sợ kiểu trực tiếp rơi đầu chết một cách thoải mái đại tùng không chịu nổi kiểu tra tấn này nữa tôi nói tôi nói thật ra là tôi bỏ thuốc độc đại tùng nói xong giống như tự giải thích cho mình cả người đột nhiên tê liệt chỉ biết thở hổn hển người cũng u ám dần anh có chắc là anh bỏ thuốc độc mà không phải người khác Diệp vô phong hỏi là tôi. Đại tùng nhìn Diệp vô phong cười khổ nói lúc đó chính tôi đã hạ độc mã tú anh. Ly rượu độc đó là do tôi bắt cô ta uống nên bà ta không dám không uống. Đồ khốn! Bạch tinh đồng đột nhiên tức giận nhảy tới đá thẳng vào đầu đại tùng. Anh là đồ cặn bã. Anh có biết anh đã hại gì mã thê thảm đến mức nào không? Bây giờ giọng nói của gì ấy đã hoàn toàn bị hủy hoại. Cuộc sống của gì ấy cũng bị hủy hoại theo. Người mẹ già của dì ấy đang nằm liệt giường, thậm chí dì ấy còn không có tiền để đến bệnh viện điều trị nữa. Đại Tùng, anh thật sự đã phạm phải tội ác. Bụp bụp, Bạch Tinh Đồng đá liên tiếp mấy chục phát lên đầu của Đại Tùng. Đầu của Đại Tùng bị Bạch Tinh Đồng đá thành một đầu máu, Bạch Tinh Đồng không thể đạp nổi nữa nên đã tự động dừng lại. Diệp Vô Phong nói nhỏ với Bạch Tinh Đồng, nếu cô còn muốn báo thù cho gì mã, cô thử nghĩ xem cách thích hợp để xử lý với anh ta cách xử lý anh ta sao cắt anh ta thành nhìn mảnh tôi cũng không nguôi được cơn hận tôi hận không thể ăn tươi nuốt sống anh ta bạch tinh đồng nghĩ đến tình cảnh bi thảm của dì mã vẫn không kiềm chế được cảm xúc của mình ăn tươi nuốt sống anh ta sao cô không thấy quá ghê tởm à tuy nhiên cắt anh ta thành nhìn mảnh thì lại dễ làm diệp vô phong cười sau khi quách đại trụy và nhị năng nghe thấy họ đột nhiên bối rối anh đang nói đùa à đâu có giống đâu trời ơi rốt cuộc anh còn dám làm những chuyện khác người gì nữa đây? Đem tất cả ra ngoài, Diệp vô phong gật đầu với bạch tinh đồng, cảnh tiếp theo có hơi đổ máu, tôi không muốn mọi người bị ám ảnh. Tuy nhiên tôi muốn nhắc nhở mấy người một câu, anh thờ ơi nhìn quét đại trủy, nhị năng và cô gái đang bị bịt miệng, hôm nay ở đây không có chuyện gì xảy ra cả. Tôi mong mọi người nhớ kỹ, hiểu chưa? Hiểu rồi, hiểu rồi, nhị năng sợ đến mức dập đầu như giã tỏi, Quách đại chủy cũng nhanh chóng quỳ xuống cùng, cô gái kia cũng lanh lợi, vội vàng gật đầu liên liệu. Tốt lắm, hôm nay mọi người cũng không xuất hiện ở đây. Diệp Vô Phong vẫy tay với Bạch Tinh Đồng, mọi người đi trước đi. Được, tôi sẽ đợi anh ở bên ngoài. Đây là lần đầu tiên Bạch Tinh Đồng biết Diệp Vô Phong sẽ giết người, nhưng cô ấy sẽ không vì thân phận cảnh sát mà ngăn cản. Không ai nghĩ rằng Đại Tùng lại bị giết một cách thảm thương trong biệt huyền hội sở của chính anh ta. Ngay cả các nhân viên bảo vệ từng là anh em thuộc hạ của Đại Tùng, điều tra rất chặt chẽ những người ra vào biệt huyền hội sở, nhưng họ không bao giờ tưởng tượng rằng có người thực sự dám làm một điều táo bạo, đáng sợ đến như vậy. Khi Diệp Vô Phong ra khỏi hội sở, Quách Đại Trị và Nhị Năng nhìn thấy anh và cảm thấy Diệp Vô Phong như mới ra ngoài ăn cơm rồi về vậy, mọi thứ đều rất bình tĩnh, ung dung. Họ không biết liệu Diệp Vô Phong có thực sự giết Đại Tùng hay không, nhưng dựa trên suy đoán của họ họ cảm thấy rằng chắc chắn Đại Tùng đã chết. Ngày hôm sau, Nhị Năng giải tán đoàn kịch của mình, không một lời giải thích và biến mất không rõ tung tích. Quách Đại Trùy cũng đột một biến mất như thể anh ta bốc hơi khỏi thế giới vậy. Ông ta nói với bố mẹ rằng ông ta sẽ ra ngoài làm việc, nhưng ông ta thậm chí không để lại một thông tin liên lạc nào. Giang Hồ ở Phụng Thiên có đồn đại một tin tức, đại tùng của biệt huyền hội sở bị người ta giết ở trong biệt huyền hội sở. chương 373, một vở kịch lớn. Đại Tùng chết thật rồi sao? Ai làm vậy? Đương nhiên Kiều Thất nhận được tin tức đầu tiên, sau khi hỏi thăm mới nhận ra các những người bảo vệ biệt huyền hội sở hoàn toàn không thể nói được lý do. Do yêu cầu về sự riêng tư, nên thực sự không có nhiều camera giám sát được cài đặt trong biệt huyền hội sở. Vì vậy không có bằng chứng cho thấy Đại Tùng đã tiếp xúc với bất kỳ ai. Gọi cảnh sát, thuộc hạ của Kiều Thất đã bị giết chết, nếu báo cảnh sát không phải sẽ rất mất mặt sao? Ăn táng đi! Kiều Thất chỉ nói một câu như vậy. Đương nhiên ông ta cũng hiểu rõ những năm qua đại tùng quả thật đã làm rất nhiều chuyện xấu xa ở Phụng Thiên. Nếu nói về kẻ thù thì e rằng không thể đếm xuể, nếu điều tra ra thì có quá nhiều người tình nghi. Kiều Thất thậm chí không ngờ rằng Diệp Vô Phong trẻ tuổi mới định cư ở Phụng Thiên lại dám làm một việc không tưởng như vậy. Thật ra, chuyện lớn ở Phụng Thiên khiến cho Kiều Thất càng thêm chóng mặt chính là tập đoàn Tạ thị đã đổi chủ điều khiến kiều thất càng không thể hiểu được là tạ đại cước người luôn coi tập đoàn tạ thị như cục cưng lại bán tập đoàn tạ thị cho người khác hơn nữa còn bán cho bọn tây không phải tạ đại cước ghét bọn tây nhất sao công ty tveraski đến để mua lại tạ thị sao kiều thất cảm thấy đầu óc có chút lộn xộn tên diệp vô phong trẻ tuổi kia thật sự có quan hệ gì với công ty tveraski hay chính công ty tveraski đó đã mua tả thị ông kiều tôi đã kiểm tra quê quán của diệp vô phong anh ta ở thành phố Tam Giang, không thể có quan hệ gì với Teveraski được. Khương Tam lãng như run đũa nằm trong cổ ông Kiều, thong thả nói. Điều đó có nghĩa là việc Teveraski mua lại tả thị không có liên quan gì đến Diệp Vô Phong. Kiều thất cảm thấy khó tin, nhưng có phải trùng hợp quá rồi không? Diệp Vô Phong tuyên bố mua lại tả thị, hơn nữa còn trong vòng 3 ngày. Rồi Teveraski lại đến thu mua. Đúng rồi, Tam lãng, cậu có biết chi tiết cụ thể của việc mua lại không? Tạ Đại Cước đã bán nó như thế nào? Tôi chỉ biết là tập đoàn Tạ thị đã được mua lại, nhưng tôi thực sự không biết cụ thể chi tiết như thế nào." Khương Tam Lãng trầm ngâm nói, "Tôi sẽ đi hỏi thêm những người xung quanh, có lẽ sẽ có tin tức sớm thôi." Đúng lúc ấy, điện thoại di động của anh ta reo lên tinh tinh, tin tức vẫn tiếp tục được cập nhật, có vẻ như khả năng tình báo của Khương Tam Lãng thực sự không hề tầm thường. Nhưng khi Khương Tam Lãng xem điện thoại, vẻ mặt của anh ta liền thay đổi làm sao vậy kiều thất cao mày tại sao trước mặt tôi cậu lại trưng ra vẻ mặt như vậy ông thất sau khi bán tạ thị đi tạ đại cước không hề ra ngoài ngay cả tên nhóc dương tiểu đông cũng bị người ta đánh gãy hai chân khương tam lãng trầm ngâm nói ồ vậy có nghĩa là việc tạ đại cước bán tạ thị là do bị ép có vẻ như công ty tveraski rất giỏi kiều thất ngay lập tức đưa ra kết luận vâng ông thất anh minh khương tam lãng nhìn điện thoại Nghe nói việc Dương Tiểu Đông bị đánh là do hai người bên ngoài làm, chỉ là có chút mâu thuẫn nhỏ với nhau. Mâu thuẫn nhỏ mà đánh luôn cậu chủ của nhà họ Tạ sao? Kiều Thất cảm thấy có chút khó hiểu, sau khi Dương Tiểu Đông bị đánh chắc chắn phải nhập viện. Lẽ nào người bên ngoài đánh cậu ta đã chạy thoát rồi? Kỳ lạ là ở chỗ đó, với sự ngang ngược của cậu ta mà lại không so đo với đối phương, để cho hai người ngoài đi mất. Ồ, Tạ đại cước chắc chắn rất tức giận, thật sự kỳ lạ. Vẻ mặt của Kiều Thất cũng thay đổi, giống như Khương Tam Lãng vừa rồi. Ngoài ra, Tạ Đại Cước đang bán cổ phiếu của bà ta, bị người ta ép giá. Ồ, Tạ Đại Cước sẵn sàng chịu tổn thất sao? Mấy bà này bị hỏng não rồi sao? Kiều Thất càng thấy khó hiểu. Khương Tam Lãng lắc đầu, "Ông Kiều, não của Tạ Đại Cước không hỏng, có lẽ đây là biện pháp cuối cùng." "Ừ", Kiều Thất gật đầu, "Tam Lãng, làm sao mà Tạ Đại Cước lại bị ép buộc?" lẽ nào bà ta sợ cái gì đó làm sao có thể được chứ ông thất anh minh tạ đại cước thực sự đang sợ điều gì đó nhưng bà ta lại rất kín tiếng nên không lộ ra tin tức gì cả ngay cả con trai của bà ta là dương tiểu đông cũng không biết gì cả khương tam lãng khó hiểu nói tôi đã hỏi người đã từng tiếp xúc với dương tiểu đông cậu ta thật sự không biết gì cả trời ơi cả nhà tạ đại cước chạy trốn rồi Khương Tam Lãng không khỏi thốt lên khi nhìn thấy một tin nhắn khác hiện ra trên điện thoại. Chạy trốn, làm sao vậy? Kiều thất càng thêm sững sờ, bán tạ thị rồi lại còn chạy trốn. Tạ đại cước sợ cái gì? Khương Tam Lãng đứng dậy đi tới, gia đình của Tạ đại cước đột nhiên rời khỏi Phụng Thiên lái xe rời đi. Biệt thự trong nhà giao cho một người bạn giúp bà ta bán đi. Đây rõ ràng là không định sống ở Phụng Thiên nữa. Chẳng lẽ Teveraski đã ép bà ta đi sao? Ừ. Teveraski vừa có bối cảnh vừa có thực lực, thật sự không khó để ép tạ đại cước đi, nhưng tại sao Teveraski lại làm điều này? Trước giờ công ty của bọn Tây không muốn đến Trung Hoa làm ăn mà. Kiều thất càng thấy khó hiểu. Diệp vô phong, đôi mắt của Khương Tam Lãng đột nhiên sáng lên, ông thất, chúng ta có thể suy đoán như thế này. Diệp Vô Phong đã đe dọa để có được tập đoàn tạ thị trong vòng 3 ngày, sau đó hứa với Teveraski một số lợi ích và để Teveraski ép buộc mua lại tạ thị. Theo cách này, tất cả điều này thật hợp lý. Ồ, Diệp Vô Phong mạnh như vậy sao? Có khả năng không? Kiều Thất không thể tin được, bây giờ đã làm rõ mục đích Diệp Vô Phong tới Phụng Thiên là gì chưa? Khương Tam lãng lắc đầu, à, cậu ta có liên hệ với Bảo gia. Người này võ công cực cao, có liên hệ với Trần Cương và cả Thắng Tử. Hay tôi gọi bọn họ qua cho ông hỏi kỹ càng. Được, tôi rất có hứng thú với Diệp Vô Phong này kiều thất cười nham hiểm nếu cậu ta đến phụng thiên để chống lại tôi thì đúng là một vở kịch lớn khương tam lãng hừ một tiếng chỉ dựa vào cậu ta cho dù là mua tả thị thì sao ông thất ở giang sơn tỉnh liêu đông không phải mấy cái tả thị có thể so sánh được kiều thất tự hào nói tại tỉnh liêu đông nếu cậu ta thực sự diễn một vở kịch lớn thì kiều thất tôi đây sẽ theo cậu ta đến cùng ông thất ông tìm tôi sao trần cương biết kiều thất gọi mình thì không khỏi đề phòng kiều thất gật đầu trần cương ngồi đi chúng ta trò chuyện thoải mái cậu căng thẳng cái gì chứ trần cương mỉm cười ông thất tôi không căng thẳng mà là tôn trọng ông ừ tôi biết kiều thất gật đầu vậy thì tôi sẽ nói thật với cậu gần đây cậu có liên lạc với diệp vô phong phải không đúng vậy ông thất diệp vô phong không đơn giản anh ta rất giỏi trần cương thành thật trả lời phó công rất giỏi sao giỏi đến mức nào vẻ mặt kiều thất rất tập trung trần cương suy nghĩ kỹ càng ông thất tôi cảm thấy đấu với anh ta cũng giống như đấu với sư phụ ồ lúc này ngay cả kiều thất cũng đứng lên trong mắt tràn đầy khí thế trần cương ý của cậu là võ công của tên diệp vô phong trẻ tuổi này có thể so sánh với sư phụ của cậu sao sao có thể được trần cương nói ông thất tôi đã cùng anh ta khiêu chiến tôi chắc chắn rằng cảm nhận của tôi không hề sai ha ha cao thủ chẳng trách dám mạnh mẽ tiến vào Phụng Thiên, biểu cảm của Kiều Thất mang theo vẻ khó hiểu. Chương 374, lần gặp mặt đầu tiên. Lâm Hoài Công đã chết, hơn nữa Hồ Tam cũng chết, người thợ khóa kia cũng chết luôn rồi. Bạch Tinh Đồng vô cùng bất lực gọi điện thoại thông báo tin này cho Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong cười khổ, không phải bọn họ đều được cảnh sát của cô trông coi sao? Làm sao có thể chết được? Bạch Tinh Đồng bất lực nói, tôi đã điều tra qua không có bất kỳ sai sót nào, những người này vốn dĩ đã được canh gác cẩn thận trong trại giam, nhưng lại chết một cách khó hiểu, tất cả họ đều chết do suy tim. Suy tim, có loại thuốc nào mà con người người uống vào sẽ chết như triệu chứng của bệnh suy tim không? Diệp Vô Phong nảy ra một ý nghĩ. Bạch Tinh Đồng lắc đầu, bác sĩ pháp y của chúng tôi đã khám nghiệm tử thi, không hề tìm thấy bất kỳ thành phần dược liệu nào như thế cả. Diệp Vô Phong lại nói, chẳng lẽ là một loại võ công chỉ cần đánh vào trái tim sẽ xuất hiện triệu chứng tương tự như suy tim võ công bạch tinh đồng có chút bối rối loại võ công nào có thể đạt được hiệu quả như vậy chứ diệp vô phong cũng suy tư ờ tôi cũng không biết rõ lắm tôi chỉ nhớ trong võ thuật cổ truyền có ghi chép lại hình như có một loại võ công tên là ngũ độc xuyên tâm trường chỉ cần đánh vào lưng hoặc ngực sẽ khiến tim bị chấn thương và ngừng đập bên ngoài không có bất kỳ dấu vết nào tôi cảm thấy các dấu hiệu có vẻ giống như bệnh suy tim cô đề cập đến ngũ độc xuyên tâm trưởng nhưng bây giờ là xã hội hiện đại có ai lại đi luyện loại võ công này chứ bạch tinh đồng nghi ngờ hỏi diệp vô phong nói nếu như không phải thuốc tất nhiên là do võ công người tu luyện thành công loại võ công này chắc chắn là một cao thủ cấp bậc đại sư nếu không trại giam canh gác kỹ lưỡng như vậy người thường làm sao có thể vào được bạch tinh đồng cảm thấy có lý ừ những gì anh nói Tôi cũng nghĩ có thể do một vị võ công cao thủ làm nên. Nhưng ai có thể làm được chuyện này? Vào trại giam giết người là phải có lá gan cực kỳ lớn. Diệp Vô Phong nói, thực ra ở tỉnh Liêu Đông này có rất nhiều người vô cùng can đảm. Ví dụ như ông Kiều Thất đó. Bạch Tinh Đồng nói, tất nhiên chúng tôi cũng nghi ngờ Kiều Thất, nhưng mà hoàn toàn không có bằng chứng. Cũng giống vụ án gì mã bị làm hại, chúng tôi chỉ có thể bắt đại tùm về kết án cho tới lúc chết đại tùng cũng không chịu thừa nhận việc này là do kiều thất sai khiến, chúng tôi cũng chẳng có cách nào. Kiều thất nhất định sẽ bị lật đổ, Diệp vô phong tự tin nói. Tôi muốn ông ta bị pháp luật trừng trị, ông ta đã làm quá nhiều điều ác, Bạch Tinh Đồng cũng cực kỳ tức giận nói. Đường chảm, cậu đã từng nghe qua loại võ công có thể sau khi giết người ngụy tạo thành triệu chứng bệnh suy tim chưa? Diệp vô phong gọi đường chảm hỏi. Đường chảm cười khổ, đại ca, chuyện mà anh còn không biết hỏi em cũng không có tác dụng à đúng rồi tạ thị đã được thu mua thành công chỉ còn chờ chị dâu tiếp quản đã biết diệp vô phong cúp điện thoại thản nhiên đi lang thang trên phố nhưng lại có cảm giác phía sau có người theo dõi mình tiếp tục đi một lúc thì phát hiện đối phương vẫn còn theo sau mình nên anh đi tới quán cà phê thản nhiên như không có chuyện gì mà ngồi xuống sau khi gọi một tách cà phê diệp vô phong nhẹ nhàng khuấy đều phát ra từng tiếng lách cách anh chú tâm khuấy cà phê, mắt rủ xuống, vẻ mặt chuyên chú. Ánh đèn trước mặt hơi mờ đi, bên cạnh có một người đi đến. Là một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi, dáng người vạm vỡ, trang phục thể thao nhưng cả người lộ ra vẻ sạch sẽ, chỉnh tề. Diệp vô phong chậm rãi ngẩng đầu lên, anh có thể cảm nhận được người trước mắt này có võ công cực kỳ cao, dường như còn có dấu vết của người trong quân đội. Khi nhìn thấy vẻ mặt của anh ta, trong lòng anh thầm gật đầu, ừ, đúng thật là rất đàn ông. Anh Diệp, tôi có thể ngồi xuống được không? Người đàn ông nói chuyện lịch sự, hơn nữa ánh mắt rất ngay thẳng. Diệp Vô Phong gật đầu, mời ngồi. Sau đó anh cười nhìn đối phương, anh biết tôi sao? Người đàn ông vạm vỡ gật đầu, tôi biết anh Diệp, còn anh Diệp thì không biết tôi, bởi vì chúng ta chưa bao giờ trực tiếp giao dịch. Tự giới thiệu một chút, tôi tên Dương Trấn Hoa, tại chốn Giang Hồ tỉnh Liêu Đông còn có danh xưng Thiết Thoái Dương. Đương nhiên danh xưng này là do được bằng hữu Giang Hồ cất nhắc nâng đỡ ừm anh rất tốt diệp vô phong ngoác ngoác ngón tay phục vụ lấy thêm một tách cà phê a à, anh diệp cà phê thì không cần hay là chúng ta đổi chỗ khác uống vài ly được không đôi mắt dương trấn hoa đầy háo hức được chứ tôi không quen thuộc phụng thiên lắm anh hãy tìm một chỗ đi diệp vô phong rất vui vẻ nói được dương trấn hoa trông rất hào hứng cách đây không xa có một nhà hàng đông bắc cá thiên nhiên làm rất ngon đây là món ăn đặc trưng của họ chúng ta đi đến nếm thử xem sao. Ok, hai người rất ăn ý với nhau, Dương Trấn Hoa xài bước về phía trước, có thể dễ dàng nhận thấy tâm trạng bây giờ của anh ta rất kích động. Diệp Vô Phong thực sự biết cái tên Thiết Thoái Dương, tại Giang Hồ tỉnh Liêu Đông, Thiết Thoái Dương cực kỳ nổi tiếng, nhưng không ai biết tên thật của anh ta. Hôm nay, khi Thiết Thoái Dương gặp mặt Diệp Vô Phong, anh ta đã nói ra tên thật của mình. Nhìn từ việc này, có thể thấy anh ta rất tin tưởng Diệp Vô Phong. Nghe nói Thiết Thoái Dương đã là cao thủ, gần 6 năm trước anh ta trở về tỉnh Liêu Đông, định cư ở ngoại ô Phụng Thiên, từng giao thủ với vài anh hùng hảo hán giang hồ, nhưng chưa bao giờ thua. Nhưng anh ta chưa bao giờ giao du với Kiều Thất, ngay cả khi Kiều Thất cử người mời anh ta gia nhập, Thiết Thoái Dương cũng kiên quyết từ chối. Chỉ nói bản thân say mê võ thuật, không muốn tham gia vào những cuộc đánh đấm, chém giết trên giang hồ. Nhưng hiện tại xem ra, Thiết Thoái Dương không đơn giản như vậy. Cách bài trí của nhà hàng Đông Bắc này khá riêng tư, mỗi phòng đều độc lập, nhìn rất cao cấp, chẳng trách kinh doanh rất hot. Thiết Thoái Dương nhẹ nhàng bước vào, vừa đi vào đã đi thẳng vào một phòng riêng, người phục vụ lập tức đi theo, anh Dương, phòng riêng mà anh đặt, tôi đã giữ lại cho anh. Anh muốn ăn món gì ạ? À? Thiết Thoái Dương nói về phía Diệp Vô Phong, đây là khách quý của tôi, anh ấy sẽ gọi món. Diệp Vô Phong vội vàng từ chối, ừm, tôi không hiểu rõ nơi này anh Dương cứ tùy tiện gọi món đi. Thiết thoái Dương gật đầu, được thôi, bốn món ăn, hai mặn hai chay, nhất định phải có món đặc trưng, thêm mì hầm giò heo, chỉ cần hai món chay. Lại thêm hai bình mao đài. Mao đài, anh Dương, không cần uống loại rượu ngon như vậy đâu. Diệp vô phong hơi ngạc nhiên, nghe nói với tư cách là thiết thoái Dương, anh ta đã dạy riêng cho một vài đồ đệ. Anh ta thường sống bằng nghề nông, chăn nuôi, nên thu nhập của anh ta không được cao lắm không nhiều đến mức có thể vì tiện uống rượu mao đài thiết thoái dương cười nói anh diệp thật ra mấy ngày nay tôi luôn để ý đến anh xin anh đừng chê cười diệp vô phong gật đầu để ý tới tôi nếu anh đã có thể thẳng thắn nói ra như vậy tôi chắc chắn sẽ không chê cười ha ha sảng khoái thiết thoái dương cười rồi lại hạ giọng anh diệp trong khoảng thời gian này anh đã sai người mua văn phòng ở phố phúc lâu thu mua tả thị ép chết đại tùng đánh bại trần cương thật ra tôi cứ suy nghĩ mãi, anh Diệp đến Phụng Thiên là muốn làm chuyện gì? Ồ, Diệp vô phong trong lòng thầm kinh ngạc, thiết thoái dương này thật đúng là không tầm thường. Nếu anh ta biết về những thứ khác thì không nói, nhưng rất khó để biết về trận chiến của mình với Trần Cương. Dù sao thì đó cũng không phải là nơi công cộng. Anh ta không phải là doanh nhân, làm sao anh ta có thể biết anh đã thu mua tạ thị? mươi 375, tôi tin anh. Diệp vô phong không biểu hiện gì, thậm chí còn mang dáng vẻ ung dung tùy ý nhưng trong lòng anh đã âm thầm đề phòng nếu thiết thoái dương làm gì bất lợi cho mình thì có thể phản kích ngay lập tức dù gì thiết thoái dương cũng là một cao thủ đương nhiên sẽ cảm nhận được sự phòng bị của diệp vô phong ngược lại anh ta không đề phòng gì mà tiếp tục nói tên thật của thiết thoái dương bây giờ cả tỉnh liêu đông này chỉ có mình diệp vô phong anh biết tôi ở bên ngoài còn có một cái tên giả dương trấn hoa ồ sắc mặt diệp vô phong không thay đổi lúc này phục vụ bàn bắt đầu dọn món, cuộc trò chuyện của hai người tạm thời dừng lại. Rượu thịt đủ đầy, hương thơm lan tỏa. Nào, anh Diệp, chúng ta vừa ăn vừa uống, từ từ nói chuyện. Dù sao cũng còn cả tối nay, thiết thoát dương cầm chén rượu cùng vào chén Diệp vô phong, tôi cạn trước, anh cứ tùy ý. Diệp vô phong cảm nhận được thành ý của thiết thoái dương, mỉm cười, anh Dương, thực ra tử lượng của tôi không tệ lắm sau đó một hơi uống cạn rồi tặc lưỡi rượu này mạnh đấy được anh diệp dương trấn hoa tôi đây có thêm một người bạn là anh thiết thoái dương nhanh chóng rót rượu vô cùng kích động diệp vô phong hai tay cầm chén rượu tỏ ý tôn trọng đối phương anh dương cảm ơn hai người họ uống liền ba chén thiết thoái dương lần này rót đầy rượu hai mắt rưng rưng anh diệp tôi cảm thấy anh đến phụng thiên chắc chắn là để đối phó với kiều thất Tên Kiều Thất cặn bã này ở Liêu Đông đã làm không biết bao nhiêu chuyện xấu. Tôi kể chuyện của mình với anh cũng chẳng sợ anh chê cười. Anh Dương, anh có chuyện gì sao? Diệp Vô Phong vô cùng hứng thú. Thiết Thoái Dương nâng chén rượu lên nhưng dường như quên phải cụng chén với Diệp Vô Phong, một hơi uống cạn, "Anh Diệp, không giấu gì anh. Đúng là giữa tôi và Kiều Thất là có mối thù sâu đậm. 18 năm trước, lúc đó Dương Trấn Hoa chỉ mới 12 tuổi, mới học cấp 2." kiều thất vì muốn chiếm đoạt nhà mà ép bố mẹ tôi chết. Từ đó về sau, Dương Trấn Hoa tôi nuôi trí báo thù, nhưng ai cũng biết bên cạnh kiều thất có một bác thoái vương. Tôi không tốt nghiệp cấp 3 nên đồng ý nhập ngũ, hy vọng có thể ở trong quân đội học được chút bản lĩnh, tương lai cho dù phạm tội cũng nhất định phải giết chết kiều thất. Sau đó tôi được huấn luyện trong quân đội 5 năm, học được rất nhiều kỹ năng chiến đấu nhưng lúc lén mang súng về thì bị cấp trên phát hiện. Cấp trên cũng xem như là bao che tôi, để tôi giải ngũ, không phải chịu phạt. Sau khi giải ngũ, tôi tìm cao thủ ở khắp nơi, định rèn luyện bản thân thành một người vô địch. Lại qua năm 6 năm trời dòng dã, võ công của tôi được nâng cao, chính bản thân tôi cũng cảm thấy thiên phú của mình không tồi, vậy nên nhân một đêm tôi lẻn vào biệt thự của kiều thất. Kết quả bác thoái vương chỉ tung một quyền đã làm tôi bị thương, may mà tôi ở trong quân ngũ học được chút bản lĩnh trốn thoát mới có thể thoát khỏi nguy hiểm. Vậy nên năm năm nay tôi chỉ có thể cúi đầu mà sống, yên lặng chịu đựng, không ngày nào được yên giấc. Mối thù đó khiến tôi rất hận bản thân mình, nhưng có lẽ do thiên phú có hạn, tuy bây giờ tôi là cấp tông sư nhưng tôi biết rõ mình không phải đối thủ của bác Thoái Vương. Người sống trên đời, thù hận khó báo, anh Diệp, thiết Thoái Dương tôi thực ra sống rất uất ức, chỉ là người khác không biết mà thôi. Nói đến đây, Dương Trấn Hoa giàn ruộng nước mắt, chua chát nói tiếp, tôi sống quá vô nghĩa, có lỗi với bố mẹ đã mất có lỗi với chính mình tôi không phải là một người đàn ông anh ta không can tâm nói nhưng tôi không thể chết chỉ có sống mới có hy vọng anh diệp anh có hiểu được cảm giác của tôi không diệp vô phong đứng dậy rồi tiến đến gần thiết thoái dương vươn tay vỗ nhẹ vai anh ta tôi hiểu anh nói đúng chỉ có sống tiếp mới có hy vọng báo thù anh dương tôi thấy anh là một người đáng để tôi tin tưởng vậy nên tôi cũng không ngại nói với anh tôi đến phụng thiên đúng là để đối phó với kiều thất hơn nữa còn muốn ông ta chịu sự trừng trị của pháp luật. Không, anh Diệp, tôi chỉ muốn báo thù, tôi muốn tự tay giết ông ta. Anh có biết không, ông ta cưỡng bức mẹ tôi, giết chết bố tôi ngay trước mặt tôi. Tôi dù có làm ma cũng không thể buông tha ông ta. Thiết thoái dương lau nước mắt, bố mẹ trên trời có linh thiên đã đợi tôi 18 năm rồi. 18 năm, Dương Trấn Hoa đã sống uổng phí 18 năm. Diệp vô phong nhìn người đàn ông to lớn mạnh mẽ của vùng Đông Bắc trước mặt mình nước mắt giàn ruộng, trong lòng không khỏi chua sót. Anh vỗ nhẹ bả vai thiết thoái Dương, Dương Trấn Hoa, nếu anh vẫn còn là một người đàn ông thì hãy lau khô nước mắt. Đã là đàn ông thì có thể chết trên chiến trường nhưng không thể bị kẻ địch dọa chết. Anh còn dũng khí không? Còn dám báo thù không? Dương Trấn Hoa quả quyết gật đầu, anh Diệp, anh nói đúng lắm. Tôi đương nhiên là có dũng khí, tôi đương nhiên là muốn báo thù vậy nên tối nay tôi nhất định phải tìm ra được lý do của anh diệp vô phong dìu anh ta ngồi xuống sau đó ngồi đối diện anh ta chậm rãi đáp lời tôi không phải người liêu đông vậy nên thế giới của tôi cũng không phải nơi này dù có thể lật đổ kiều thất thì tôi cũng sẽ không ở lại đây sau này nơi này chính là địa bàn của anh anh thấy thế nào hả thiết thoái dương giật mình anh diệp anh có ý gì anh lật đổ kiều thất sau đó rút lui sao anh rốt cuộc muốn làm gì Diệp Vô Phong không trả lời, anh ta liền tiếp tục, "Anh Diệp, thật sự tôi đã chuẩn bị việc đi theo anh, Dương Trấn Hoa tôi nguyện ý làm đàn em của anh, chỉ cần anh giúp tôi báo thù." Diệp Vô Phong nắm tay anh ta, "Dương Trấn Hoa, tôi biết anh là một người nghĩa khí, nhưng trong tay anh có gì, tôi muốn biết rõ." Dương Trấn Hoa nói, "Anh Diệp, thật ra tôi đã âm thầm chuẩn bị rất nhiều thứ, mặc dù không thể chống chọi lại với Kiều Thất nhưng cũng xem như là có một chút thành tựu." anh nên biết rằng ở Liêu Đông có một tập đoàn Hưng Hoa hiện đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng tổng sản lượng kinh tế của tỉnh Liêu Đông. Không ngại nói cho anh biết, ông chủ của Hưng Hoa chính là tôi. Ồ, Diệp Vô Phong gật đầu, rất tốt, Dương Trấn Hoa, anh đã có những điều này thì tôi yên tâm rồi, sau này anh chính là vua của Đông Bắc. Nhưng thời điểm tôi cần sự trợ giúp, tôi mong anh có thể đứng ra. Hoặc có thể nói tôi hy vọng anh không phải một kiều thất thứ hai, làm điều ngang ngược anh phải là một người có ích với quốc gia có ích với nhân dân không thành vấn đề anh diệp có câu này của anh là tôi yên tâm rồi tôi đã sớm không vừa mất cách làm việc của kiều thất nếu có thể thay thế ông ta tôi nhất định sẽ cống hiến mang lại nhiều lợi ích cho quốc gia dương trấn hoa đứng dậy anh ta giống như nói ra một lời thề dương trấn hoa tôi tin anh là một người nghĩa khí từ nay về sau chúng ta cùng nhau nỗ lực lật đổ kiều thất Diệp Vô Phong dùng sức siết chặt tay Dương Trấn Hoa. Audio điện tử võ tấn bền. chương 376, ngủ muộn quá. Thực ra trong lúc cơ thể hai người tiếp xúc nhau, Dương Trấn Hoa vẫn luôn thăm dò võ công của Diệp Vô Phong. Đương nhiên anh ta không dùng sức nắm tay Diệp Vô Phong, anh ta thăm dò hết sức thành thạo như có như không, mà Diệp Vô Phong cảm nhận được rõ ràng anh ta đang thăm dò mình, lại giả vờ không biết sau khi diệp trấn hoa thăm dò mới phát hiện võ công của diệp vô phong như biển sâu bản thân vốn không dò được đến đáy anh ta ngày càng có lòng tin chỉ ít có cao thủ đỉnh cao như thế này việc đối phó với bác thoái vương sẽ không thành vấn đề mỗi người uống hết một bình rượu rồi diệp vô phong kiên quyết không uống nữa mà lúc này mặt mày dương trấn hoa hồng hào cũng hơi khó thở hai người ra khỏi nhà hàng đông bắc dương trấn hoa nói anh phong bây giờ cũng trễ rồi, nhưng tôi muốn mời anh qua Hưng Hoa ngồi một lát. Tiện thể để tôi giới thiệu anh cho quản lý của Hưng Hoa biết. Không cần thiết đâu, Dương Trấn Hoa, tôi thấy anh có thể sang bên tôi xem thử. Tòa cao ốc trước mắt vẫn còn trống là bộ phận thuộc tập đoàn Hoa Cường, đợi một thời gian nữa sẽ nhiều nhân viên chuyển đến ở. Và lại, dù mua lại tạ thị nhưng vẫn cần phải sắp xếp lại lần nữa. Diệp vô phong chăm chú nhìn anh ta, sau này đều giao cho anh quản lý, anh có thể giúp tôi quản lý được không? Hả? Không thành vấn đề. Dương Trấn Hoa biết, anh ta nỗ lực bao nhiêu năm trời xây dựng tập đoàn Hưng Hoa, cấp bậc cùng lắm chỉ sắp xỉ tạ thị, mà Diệp Vô Phong lại dễ dàng mua lại tạ thị. Rõ ràng là mượn tay của Tverasky. Sáng mai tôi dẫn người qua, anh Phong, anh thấy thế nào? Dương Trấn Hoa giải thích một câu, tôi vừa mới uống hơi nhiều rượu như vậy, cả người toàn mùi rượu qua đó cũng không tốt. Ừ, vậy đi sau khi diệp vô phong và anh ta tạm biệt quay về cao ốc đường chảm mua đường chảm nhìn qua hệ thống quan sát thấy anh liền nói qua hệ thống quan sát đại ca à anh còn biết đường về à không ở ngoài tìm gái sinh sao diệp vô phong liếc nhìn ống kính vốn không thèm đếm xỉa cậu ta đi thẳng vào thang máy ơ ờ, ông chủ anh biến thành thế này từ bao giờ vậy không quan tâm đến ai tiếng của đường chảm bỗng dưng phát ra từ hệ thống giám sát thang máy thiết bị giám sát trong cao ốc hoạt động tốt lắm. Diệp vô phong hờ hững lên tiếng khen. Ây, ha ha, đúng rồi, em mời toàn là chuyên gia mà. Đại ca, em ở phòng anh, lên đi. Đường chảm vô cùng hăng hái. Cậu ở phòng tôi làm gì? Diệp vô phong cau mày. Anh đến đây rồi biết, đường chảm trưng ra bộ dạng thần bí. Thư âm, nhạn phi, hai người đến rồi hà. Sao không báo sớm cho anh biết? khi diệp vô phong mở cửa phòng thấy lâm thư âm và bạch nhạn phi mang vẻ mệt mỏi vui vẻ nói đôi mắt xinh đẹp của lâm thư âm nhìn diệp vô phong không đổi một ngày không gặp như cách ba thu bao nhiêu ngày không gặp vậy xa cách mấy trăm thu rồi bạch nhạn phi nói bọn tôi bí mật đến phụng thiên không tiết lộ cho ai cả ừ đến rồi là được tối ngay nghỉ ngơi cho tốt đi ngày mai có việc để làm đấy diệp vô phong liếc nhìn đường trạm Đường chảm vội giải thích, em cũng mới vừa thấy chị dâu đến, thật ra họ mới đến mười mấy phút thôi, em chưa kịp báo cho anh. Bạch nhạn phi nhìn Diệp vô phong thật sâu, đứng dậy, vậy được, thành công đưa tổng giám đốc âm đến bên cạnh giám đốc phong rồi, chúng ta đi nghỉ thôi. Diệp vô phong nói, à, nhạn phi, cô đợi một chút. Trong lòng bạch nhạn phi lục bục một tiếng, chẳng lẽ anh muốn để mình ở lại. Tim cô ấy đập điên cuồng, cả người đột nhiên đình trệ sau đó chậm chậm quay người lại nói chuyện gì. Diệp vô phong nói, tôi ở Phụng Thiên, tìm hiểu được một người đại diện cho vua của Đông Bắc. Ngày mai anh ta sẽ đến, cô và thư âm đến gặp anh ta đi. À, vâng, mấy giờ? Trong lòng Bạch Nhạn Phi đầy thất vọng. Diệp vô phong nói, anh ta là Dương Trấn Hoa, nói là sáng sẽ đến, có thể 7 giờ đến đấy. Vâng, tôi biết rồi, lúc Bạch Nhạn Phi quay người đi, trong lòng đột nhiên chua xót. Tối nay Lâm Thư Âm và Diệp Vô Phong lại vui vẻ, mà bản thân mình lại đáng thương như thế này, muốn mà không được. Về đến phòng mình, trong lúc Bạch Nhạn phi tắm rửa, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh Lâm Thư Âm và Diệp Vô Phong cũng tắm cùng nhau, càng nghĩ trong lòng càng ngứa ngáy khó gãi, ngẩn người lúc nào không hay. Cô ấy định đặt báo thức 7 giờ, nhưng một lúc lâu vẫn không ngủ được, trước mắt xuất hiện ảo ảnh Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm vui vẻ bên nhau. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, cô ấy giật mình tỉnh dậy, mơ hồ cầm điện thoại, alo. Sóng lâm thư âm truyền đến, ơ, sao cậu còn chưa dậy, ngủ nướng à, nhanh đi, Dương Trấn Hoa đến rồi. Sớm vậy, Bạch Nhạn Phi nhìn giờ, đã 6 giờ 50 rồi. Cô ấy vội vàng chờ mình ngồi dậy, bình thường bản thân đều thức dậy lúc 6 giờ rưỡi, hôm nay sao thế nhỉ? Chẳng lẽ do hôm qua ngủ trễ quá ư? 20 phút bận rộn trôi qua, Bạch Nhạn Phi mới ăn mặc chỉnh tề, trang điểm xong, đi đến văn phòng ở lầu 2. Bên cạnh Dương Trấn Hoa có mang theo hai thanh niên Đông Bắc dáng người rất đẹp, dáng vẻ đều khoảng 27 hoặc 28 tuổi. Cả hai đều có râu ria như thép, ánh mắt sáng ngời nhưng sắc bén, đứng bên cạnh Dương Trấn Hoa, cả người phát ra một loại sức mạnh nào đó. Ôi chao, anh Hoa đến sớm thật, mời ngồi, đừng đứng như vậy. Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm xuất hiện cùng lúc, đặc biệt là Lâm Thư Âm bạch nhạn phi nhìn qua thấy đúng là tràn đầy hương vị phụ nữ tươi đẹp phụ nữ được tình yêu bồi đắp thật là xinh đẹp bạch nhạn phi nói thầm trong lòng dương trấn hoa vẫn đứng nói chào anh phong tôi xin giới thiệu hai đứa học trò của tôi tên là trương long trương hổ hai người bọn họ là anh em ruột ồ một rồng một hổ được đó diệp vô phong gật gật đầu bắt tay với hai anh em trương long trương long đã nghe dương trấn hoa giới thiệu nói rằng võ công của Diệp Vô Phong cực kỳ cao. Trương Long cho rằng, dựa vào võ công của mình đã không còn kém thầy nhiều thì Diệp Vô Phong còn có thể ghê gớm cỡ nào. Vì thế khi bắt tay, anh ta bỗng dưng siết chặt bàn tay, hơn nữa còn nghiến răng dồn hết sức lực. Bạch Nhạn Phi liếc nhìn Trương Long phát huy mánh khóe, cười thầm trong bụng, thể hiện trình độ trước mặt Diệp Vô Phong, có khác gì múa rìu qua mắt thợ đâu. Quả nhiên, từ bên hông cô ấy có thể thấy rõ Trương Long dùng sức, chán nổi gân xanh, tay phải không kiềm được mà run lên. Nhưng xem ra, vẻ mặt của Diệp vô phong vô cùng trầm tính, không thấy nét gì là đang dùng sức, thậm chí còn cười nói, chà chà, lực tay của Trương Long không nhỏ nha. Trương Long ngạc nhiên, với võ công tông sư sơ kỳ của anh ta, nếu như dùng sức thì van gỗ đỏ bình thường cũng có thể bị bóp vỡ, xương tay người bình thường chắc chắn biến dạng. Nhưng dường như tay của Diệp vô phong đột nhiên mất đi hình dạng cụ thể khiến cho sức mạnh vạn cân của anh ta không có mục tiêu chương 377 cũng nên biết đủ. Đang cảm thấy bàn tay của đối phương mềm mại như tơ tằm, đột nhiên lại cứng như sắt. Lúc Diệp Vô Phong rút tay về khiến cho Trương Long cảm thấy sợ hãi. Cũng may, trạng thái cứng như sắt này của Diệp Vô Phong chỉ trong một thời gian ngắn, anh liền buông tay ra ngay lập tức khiến cho Trương Long đổ đầy mồ hôi lạnh, trời ạ. À, cái loại năng lượng vừa rồi quả thực khiến người ta không thể kháng cự nổi nếu như anh Diệp thật sự nắm lấy tay của anh ta thì có khi nào tay của anh ta bị bóp nát không? Anh Diệp, cảm ơn anh đã nhẹ tay. Chuyên gia vừa đưa tay ra liền biết lần này Trương Long đã ăn đủ rồi. Trương Hổ thấy anh trai có vẻ bối rối thì vội vàng nói, anh Diệp, tôi tên là Trương Hổ. Khi anh ta duỗi tay ra, hoàn toàn không dùng một tí sức nào. Dương Trấn Hoa cười ha ha, Trương Long, được nắm tay anh Diệp thấy kinh ngạc lắm phải không? Ha ha! Trương Long xấu hổ nói: "Vâng thưa sư phụ, anh Diệp thật sự rất lợi hại." "Được rồi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện trước đã." Dương Chấn Hoa đối xử với Diệp Vô Phong vô cùng tôn kính, trước tiên mời Diệp Vô Phong ngồi xuống trước, sau đó anh ta mới cùng hai anh em Trương Long ngồi xuống sau vị khách quý. Diệp Vô Phong nói: "Dương Chấn Hoa, đây là tổng giám đốc Lâm và tổng giám đốc Bạch của chúng tôi, hai người bọn họ tới đây là vì muốn giải quyết chuyện sáp nhập chi nhánh Hoa Cường." đồng thời muốn xí nghiệp tập hợp lại ở một chỗ để đạt được mục tiêu kinh doanh và đối đầu trực tiếp với kiều thất. Anh ở Phụng Thiên, quen biết nhiều người, có nhiều mối quan hệ, vì vậy nếu như hai người bọn họ có vấn đề gì thì hy vọng anh sẽ trợ giúp nhiều hơn. Dương Trấn Hoa đứng lên nói, anh Diệp, tôi có ý tưởng hơi sốc nổi, không biết anh có thể nghe tôi nói hay không? Anh nói đi, Diệp vô phong gật đầu. Dương Trấn Hoa nói, anh Diệp, tuy rằng chúng ta chỉ mới quen biết, nhưng tôi thấy anh tuyệt đối không phải là loại người ếch ngồi đáy giếng, sớm muộn một ngày nào đó anh cũng chinh phục cả thế giới. Cho nên công ty hưng hoa của tôi quyết định sáp nhập vào chi nhánh Hoa Cường, cho dù sau này chỉ là công ty con của Hoa Cường thì đều do Tổng Giám Đốc Lâm và Tổng Giám Đốc Bạch quản lý được chứ. Hai người Trương Long và Trương Hổ liếc mắt nhìn nhau rồi nháy mắt với Dương Trấn Hoa, có ý, vấn đề này nên được xem xét lại. Đừng đưa ra quyết định một cách hấp tấp. Đương nhiên là Diệp Vô Phong nhìn thấy được vẻ mặt của hai anh em Trương Long, sau đó ánh liền mỉm cười với Dương Trấn Hoa rồi nói, Dương Trấn Hoa, quy mô công ty hưng hoa của anh cũng không hề nhỏ, hẳn là hai người Trương Long là người quản lý chính đúng không? Tôi thấy anh cũng nên tham khảo ý kiến của bọn họ nữa đấy. Dương Trấn Hoa lắc đầu, chừng mắt nhìn hai người Trương Long một cái, anh Diệp, không giấu gì anh, Dương Trấn Hoa tôi là người chiếm số cổ phần tuyệt đối trong công ty hưng hoa. Cho nên Hưng Hoa đi con đường như thế nào, Tôi có quyền quyết định. Còn hai người Trương Long cũng không phải là người có bụng dạ hẹp hòi. Hơn nữa, anh Diệp tới đây cũng không phải là vì muốn chiếm công ty Hưng Hoa của chúng ta, mà ngược lại còn muốn đối đầu với Kiều Thất. Anh ta lớn tiếng nói, chỉ cần có thể tiêu diệt được Kiều Thất thì ngay cả tính mạng của Dương Trấn Hoa tôi hay cả chính Hưng Hoa cũng chỉ là vật ngoài thân mà thôi, có gì để mà luyến tiếc cơ chứ? Trương Hồ thấp giọng nói, thế nhưng nhân viên của Hưng Hoa đều là anh em nhiều năm của chúng ta mà dương trấn hoa tiếp tục trừng mắt trương hổ con có ý gì vậy sư phụ nói cho con biết nếu như tất cả anh em của hưng hoa có thể đi theo anh diệp chắc chắn sẽ còn hùng mạnh hơn là đi theo sư phụ dương trấn hoa nhiều chẳng lẽ con còn chưa thấy rõ sao nếu như các con còn không tin thì cứ đi điều tra xem gần đây hoa hải thay đổi như thế nào rốt cuộc thành tích của tổng giám đốc lâm và tổng giám đốc bạch là như thế nào thái độ của anh ta vô cùng nghiêm túc nhìn sang diệp vô phong nói anh diệp tôi quyết định rồi hưng hoa sẽ gia nhập vào tập đoàn hoa cường là một người đàn ông chân chính không thể nuốt lời cứ quyết định như vậy đi hai anh em trương long gật đầu vâng thưa sư phụ hai đứa chúng con sẽ làm theo quyết định của sư phụ thật ra ý của chúng con là muốn sư phụ ngoài vì hưng hoa ra thì nghĩ cho anh em nhiều hơn chứ không phản đối chuyện sư phụ muốn gia nhập vào hoa cường diệp vô phong nói cứ là người của hoa cường thì đều là người một nhà cả tôi cam đoan điều này hơn nữa Tổng giám đốc Lâm Chính là chủ tịch của Hoa Cường còn Bạch Nhạn Phi Chính là phó chủ tịch, còn Dương Trấn Hoa và Tiêu Sắc của Hoa Hải sẽ là thành viên của hội đồng quản trị. Như vậy, mọi người còn có ý kiến gì nữa không? Dương Trấn Hoa ngạc nhiên nói, vậy anh Diệp thì sao? Diệp vô phong nhìn về phía Lâm Thư Âm, tất cả những gì của tôi thì đều là của cô ấy, cho nên tất cả liên quan đến kinh doanh đều do cô ấy quyết định. Dương Trấn Hoa vô cùng khiếp sợ, a, à, anh Diệp, không ngờ người đàn ông như anh lại chiều chuộng Tổng Giám Đốc Lâm đến thế, chỉ sợ trên thế giới chắc sẽ chẳng có người thứ hai. Tổng Giám Đốc Lâm thật sự rất có phúc. Lâm Thư âm nhìn Diệp Vô Phong với vẻ hài lòng nói, thế nhưng Diệp Vô Phong à, em cảm thấy anh bảy cái sạp này hơi lớn đấy. Tuy rằng em cũng đã được rèn luyện không ít, bây giờ cũng đã trưởng thành hơn nhiều, thế nhưng sạp lớn như vậy, thật sự em cũng có cảm giác gánh vác không hết. Diệp Vô Phong cười ha ha, sau này từ Phụng Thiên cho đến tỉnh Liêu Đông, Thậm chí cả Đông Bắc cứ giao toàn bộ cho Dương Trấn Hoa quản lý là được rồi, còn em chỉ yên tâm ngồi làm chủ tịch là được, có gì mà phải phiền lòng chứ. Hai mắt của Trương Long trừng lớn, thì ra ván cờ của anh Diệp lại lớn đến như thế. Chẳng trách sư phụ lại cam tâm tình nguyện sáp nhập Hưng Hoa vào tập đoàn Hoa Cường. Hơn nữa, nếu như anh Diệp có thể lật đổ được Kiều Thất thì như vậy cả Đông Bắc sẽ không còn ai có thể chống lại được Dương Trấn Hoa nữa. Như vậy sau này sư phụ của anh ta sẽ trở thành vua của đông bắc rồi cho dù là việc kinh doanh ở bên ngoài hay thế lực ngầm bên trong thì đều vô cùng xứng đáng trở thành vua của đông bắc lúc hai người nghĩ vậy thì cảm thấy vô cùng kích động trong lòng họ âm thầm hạ quyết tâm sau này anh diệp chính là ông chủ của bọn họ lâm thư âm hơi cao mày được rồi em cảm thấy giống như anh cứ ở phía sau đẩy em lên trước hoàn toàn không tự chủ được bạch nhạn phi nói lâm thư âm chắc chắn cậu không biết trên thế giới này có bao nhiêu người phụ nữ ghen tị với cậu đâu. Nếu như Diệp vô phong nguyện ý giúp tớ như vậy thì có đến nằm mơ tớ cũng cười. Lâm thư âm, nếu vậy tớ sẽ tặng vị trí chủ tịch kia lại cho cậu để cho tớ đỡ mệt. Đừng, xin cậu đừng có làm chuyện hại não như vậy. Ánh mắt của Bạch Nhạn Phi vô cùng xảo quyệt, thưa ngài chủ tịch. Nếu như người làm lãnh đạo như cô có nhiều chuyện phiền não hay là muốn được quan tâm nhiều hơn thì cũng không thể trốn tránh trách nhiệm nhé. Ba người Dương Trấn Hoa nhìn thấy cảnh này thì quả thực bái phục sát đất với Diệp Vô Phong, trái tim của hai người phụ nữ đều hướng về Diệp Vô Phong. Thế nhưng hai người không hề có ý tranh giành nhau mà lại còn muốn nhường nhau nữa. Rốt cuộc anh Diệp làm gì mới có thể làm được như thế? Quan trọng là, cho dù là Lâm Thư Âm hay là Bạch Nhạn Phi thì hai người này cũng đều là rồng phượng giữa mọi người, cũng không phải là người thường. Diệp Vô Phong nói, thật ra, hai người cứ mở một cái căn cứ ở đây, sau này dù sao đi nữa, Dương Trấn Hoa, anh Dương sẽ mãi mãi là anh em với chúng ta. Cho nên, lỡ đâu sau này lâm vào cảnh nghèo túng thì Đông Bắc sẽ trở thành nơi mà chúng ta có thể tránh né được tai nạn. Đột nhiên, Dương Trấn Hoa đứng lên, lớn tiếng nói, "Đúng. Anh Diệp, tôi cam đoan, chỉ cần Dương Trấn Hoa tôi còn sống một ngày thì cho dù anh có trở thành bộ dạng như thế nào thì anh cứ trở về Đông Bắc, đây chính là nhà của anh." Hai anh em Trương Long cũng vô cùng kích động mà đứng lên, đúng. Sư phụ của chúng tôi nói đúng. Cảm ơn, Diệp Vô Phong cười ha ha, có thể được anh dương đối xử như thế, tôi cảm thấy cả đời này cứ như thế là đủ rồi. Chương 378, cậu đang nói đùa hay sao? Tình bạn giữa đàn ông và tình bạn giữa nam nữ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lúc mà nam nữ kết bạn với nhau, có rất nhiều chuyện xảy ra. Thường là nước chảy thành sông, từ từ chậm rãi còn khi đàn ông kết bạn với nhau thì vẫn luôn như cũ, vẫn luôn là tri kỷ của nhau. Không còn nghi ngờ, Dương Trấn Hoa tôn sùng Diệp Vô Phong như một minh quân, còn Diệp Vô Phong cũng hiểu Dương Trấn Hoa chính là một người có tài. Dù sao, Dương Trấn Hoa có thể ở ẩn nhiều năm như vậy, hơn nữa còn âm thầm phát triển thực lực kinh tế của riêng mình, tuy rằng hiện tại thế lực của anh ta không thể chống lại được Kiều Thất nhưng thực lực hiện tại của anh ta cũng không thể không kể đến. Chí ít nếu như Kiều Thất muốn tiêu diệt Hưng Hoa thì cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Hiện giờ, Dương Trấn Hoa nhận được sự trợ giúp của Diệp Vô Phong ở phía sau lại được như hổ mọc thêm cánh. Về kinh tế ổn định mạnh mẽ thì đã có Hoa Cường, về vũ lực thì đã có Diệp Vô Phong cùng với đám người Đường Trảm hỗ trợ, cho nên Dương Trấn Hoa rất tin tưởng vào khả năng báo thù của anh ta, vì thế mà anh ta tình nguyện đi theo Diệp Vô Phong. Dương Trấn Hoa lấy một tập tài liệu từ trong cặp ra, thưa anh Diệp đây là những tư liệu quan trọng của công ty Hưng Hoa chúng tôi. Cổ phần của công ty và tình hình tài chính đều có ở trong này. Chỉ cần tôi hạ bút ký tên thì từ nay về sau Hưng Hoa sẽ thuộc về Hoa Cường. Nói xong, anh ta liền lấy bút ra ký tên, không có một chút do dự nào liền đặt bút ký tên của anh ta xuống. Nói thật, hai anh em Trương Long vẫn cảm thấy sư phụ đang cược một ván lớn. Sau khi ký xong, Dương Trấn Hoa không chút do so dự đem toàn bộ tập tài liệu đưa tới trước mặt Lâm Thư Âm, Tổng Giám Đốc Lâm, mời cô xem qua. Lâm Thư Âm nhìn về phía Diệp Vô Phong, anh thật sự cũng muốn thu cả hưng hoa sao. Diệp Vô Phong gật đầu, hiện tại anh Dương tin tưởng chúng ta như thế, đương nhiên là phải sát nhập chứ. Điểm quan trọng nhất chính là em với nhạn phi trợ giúp anh Dương chi nhánh ở Phụng Thiên, sau đó hai người còn có việc phải làm, đó là chắc chắn phải giao được Đông Bắc cho anh Dương và hai anh em nhà họ Trương. Hả, tới tận lúc này hai anh em Trương Long mới cảm thấy Diệp Vô Phong đang nói sự thật. Anh đúng là không quá coi trọng một góc ở Đông Bắc. Ừ, em hiểu rồi. Trình độ bây giờ của Lâm Thư Âm cũng đã tiến bộ lên nhiều rồi. Trước đây khi tới Hoa Hải, thật sự trong lòng cô cũng lo sợ, cảm thấy cô hoàn toàn không thể chống lại nổi mộ dung hào giang. Thế nhưng bây giờ mộ dung hào giang đã biến thành con sâu teo tóp, không dám đối đầu cùng với Hoa Cường nữa. Còn bây giờ Hoa Cường ngoài việc đang lớn dần, còn mở thêm một căn cứ mới ở Đông Bắc, cũng giống như Lâm Thư Âm nói, phát triển lớn mạnh. Lâm Thư Âm ở trong quá trình phát triển lớn mạnh của Hoa Cường cũng thật sự đã trưởng thành rất nhanh. Cô đứng lên mỉm cười với Dương Trấn Hoa nói, "Anh Dương, nếu như chúng ta đã hợp tác với nhau ăn ý như vậy thì đương nhiên tôi hoan nghênh sự gia nhập nhập của anh. Thế nhưng dù sao thì trong khoảng thời gian này, anh cùng với anh em nhà họ Trương cũng nên học hỏi một ít về việc quản lý công ty." Dù sao nếu như phát triển quá nhanh mà lại không kịp thời theo sát thì sẽ dễ lộ ra nhiều vấn đề. Cho nên xin anh tạm thời đừng buông thả." Dương Trấn Hoa nghiêm túc nói, "Chị Diệp, chị yên tâm, hai anh em Trương Long đều là nhân tài trong việc quản lý. Tuy rằng tôi giỏi hơn họ về mặt phó công, thế nhưng về mặt quản lý xí nghiệp thì bọn họ lại giỏi hơn tôi nhiều lắm. Hiện tại, Trương Long đang là doanh nhân trẻ ở Phụng Thiên, là phó chủ tịch của hội nghị hiệp thương chính trị, chỉ đứng sau Kiều Thất, thế nhưng về thế lực vẫn không thể nào so với kiều thất được. Lâm Thư Âm nói, sự lớn mạnh của kiều thất chính là do yếu tố lịch sử của ông ta. Tuy nhiên cũng không thể bỏ qua việc ông ta đúng là người có trí tuệ siêu phàm. Anh Dương, tôi muốn hỏi một chút, nếu như tiếp theo anh muốn đối phó với kiều thất thì nên sử dụng chiến lược gì mới được? Dương Trấn Hoa liếc nhìn về phía Trương Long, Trương Long đột nhiên đứng lên, Tổng Giám Đốc Lâm, thật ra, tôi đã nghĩ đến chuyện này từ rất lâu rồi. Ở Phụng Thiên, Tình cờ có một con đường cao tốc đang được đấu thầu xây dựng lại dài khoảng hơn 200 km, được chính phủ đầu tư hơn 57.000 tỷ đồng. Dù muốn ăn theo dự án này thì chúng ta cũng cần vay rất nhiều tiền ở ngân hàng. Hơn nữa, Kiều thất chắn chắn quyết tâm giành được dự án này. Ồ, vậy thì chúng ta nhất định phải giành được. Ý chí chiến đấu của Bạch Nhạn Phi bỗng dâng cao, bằng bất cứ giá nào, nhất định chúng ta phải giành được đoạn đường cao tốc được xây dựng lại này. Trương Long gật đầu tiếp tục nói, bây giờ sân vận động của Phụng Thiên đang được đấu thầu, việc xây dựng sân vận động này chính là để chuẩn bị cho Á vận hội 4 năm sau, cho nên tiêu chuẩn vô cùng cao. Chất lượng phạt đạt chuẩn, điện khí hóa, điện tử hóa cùng với kiến trúc xanh. Tất cả những yêu cầu này đều phải đạt chuẩn đứng đầu thế giới, nhà nước đã đầu tư hơn 180.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, trước đây hưng hoa của chúng ta thậm chí còn không nghĩ đến việc đấu thầu. Hả, vì sao? Lâm Thư Âm ngạc nhiên nói thật ra rất đơn giản chúng tôi bị thiếu hụt về hai mặt thứ nhất chính là về tài chính với thực lực của hưng hoa có thể nhận thầu được đoạn đường cao tốc kia là đã quá lắm rồi hoàn toàn không có khả năng nói tới phương diện thứ hai còn về phương diện khác đó chính là thực lực về mặt kỹ thuật nếu muốn tham gia đấu thầu sân vận động chúng ta phải đoàn kết với các công ty quốc tế hàng đầu về truyền thông điện lực kiến trúc và thiết kế nhưng hưng hoa của chúng tôi ha ha chỉ là một xí nghiệp nhỏ của một địa phương nhỏ mà thôi. Lời của Trương Long đúng là sự thật, anh ta tiếp tục nói, nếu như có một xí nghiệp ở bản địa có thể trúng thầu thì chắc chắn chính là công ty của Kiều Thất. Sai, Diệp vô phong vỗ bàn nói, Trương Long, nếu như tôi kéo mấy công ty muốn hợp tác này qua đây thì cậu có tin không? Nói xong, Diệp vô phong liền viết trên giấy tên của những công ty quốc tế lớn nổi danh. Trương Long đứng lên với vẻ khiếp sợ, anh Diệp chỉ cần một trong những công ty này tham gia vào thì chúng ta đã nắm chắc việc trúng thầu rồi. Tuy nhiên, sau khi thực sự thắng thầu, cần phải ứng trước một số tiền khá lớn. Vấn đề này chính là điều trước mắt mà chúng tôi không thể giải quyết được. Bộp, đường chảm đánh một phát, nở nụ cười ngốc nghếch, không phải chỉ là tiền thôi sao? Sao lại không thể giải quyết được? Chuyện này cứ để cho tôi phụ trách. Trương Long nói, anh Đường, đây không phải chỉ là 900 tỷ hay 1.500 tỷ đồng đâu cho dù ngân hàng có chúng ta vay 9.000 hay 15.000 tỷ đi nữa, thì khoảng cách số tiền ứng trước so với hơn 60.000 tỷ là quá lớn. Anh không nên nói lung tung như vậy. Đường chảm nói, tuy rằng tôi không có nhiều như vậy, nhưng tôi sẽ giúp mọi người huy động 30.000 tỷ, như vậy đã được chưa? A, à, đương nhiên là được rồi. Rất được luôn, Trương Long hưng phấn tới mức suýt thì nhảy lên, dùng 30.000 tỷ để ứng trước cho hai công trình, như vậy cũng khá ổn rồi. Đường chảm cười ha ha, hơn nữa cũng không tính lãi đâu, cứ thoải mái mà dùng. Cho dù là Dương Trấn Hoa, lúc đó nghe thấy mà đầu óc cũng có chút mơ màng, anh em của anh Diệp, cứ tùy tiện vung tay là có 30.000 tỷ sao. Là đang đùa đó sao? Diệp vô phong nói, như vậy đi, đường chảm, cậu cứ phụ trách mang tiền lại đây, trước khi đấu thầu hai công trình này, chúng ta cần phải có đủ. Cậu có thể làm được không? Đường chảm cười ha ha, đại ca, anh mau xóa chữ, được không, đi chỉ trong vòng 5 ngày, anh cứ cho em một cái tài khoản là được. chương 379, nhất quyết một lòng. Dương Trấn Hoa cũng được xem là làm ăn khá lớn, vì thế anh ta rất rõ ràng một khoản tiền lớn đến như vậy không phải tùy tiện muốn chuyển là chuyển ngay được. Nếu như chuyển từ nước ngoài về đây thì lại khó càng thêm khó. Bởi vì chuyện này liên quan đến rửa tiền. Đường chảm thật sự có khả năng đem hơn 30.000 tỷ về tới Phụng Thiên chỉ trong vòng 5 ngày sau. Các phương pháp và quy trình liên quan đến việc này sẽ rất phức tạp, trừ khi có các tổ chức tài chính đặc biệt và mạnh mẽ trong khu vực sám chịu trách nhiệm điều hành. Nếu như Đường Trảm thật sự có thể làm như vậy thì sự tin tưởng của Dương Trấn Hoa đối với Diệp Vô Phong không biết còn tăng lên gấp mấy lần nữa đây. Đồng thời cũng càng nhất quyết một lòng hơn. Đương nhiên, anh ta cũng nhìn ra năng lực của Đường Trảm mạnh hơn anh ta không chỉ một chút. Hơn nữa, Đường Trảm lại còn vô cùng phục tùng và tôn kính Diệp Vô Phong. Nhân vật Diệp Vô Phong có thành tích như thần, chẳng lẽ là do ông trời phái đến giúp anh ta báo thù hay sao? Vì thế, Dương Trấn Hoa không dám thể hiện sự nghi ngờ đối với Đường Trạm, mà đứng dậy bảo Trương Long đưa tài khoản. Sau đó, Dương Trấn Hoa nói: "Tổng giám đốc Lâm, tổng giám đốc Bạch, hai vị vẫn còn đang bận rộn về việc sáp nhập công ty. Cho nên về vấn đề tài liệu đấu thầu của hai công trình lớn sẽ do tôi và hai anh em Trương Long lo liệu, hai người không cần phải lo lắng." Đến lúc đó chỉ cần ký vào giấy tờ là xong." Lâm Thư Âm thở phào nhẹ nhõm nói, "Được, nếu như anh Dương đã nói vậy thì cũng đã giải quyết được một vấn đề lớn rồi." Diệp Vô Phong nói, "Tốt lắm, về vấn đề của công ty sẽ do Lâm Thư Âm, Bạch Nhạn Phi và Dương Trấn Hoa phụ trách là chính. Còn chuyện đối đầu với Kiều Thất thì tôi sẽ đi đầu." "Cứ quyết định như vậy đi." Dương Trấn Hoa nói, "Anh Diệp, tôi chưa bao giờ quản lý công việc cụ thể của công ty cho nên tôi khá rảnh rỗi." nếu như anh đi đối phó với kiều thất thì dương trấn hoa tôi nhất định sẽ không ngồi yên nếu như anh cần tôi và hai anh em trương long làm gì thì anh diệp cứ phân phó trương long cũng có chút vội vàng nói anh diệp hai anh em chúng tôi và sư phụ có quan hệ khá tốt ở phụng thiên nếu như anh muốn làm gì thì chỉ cần phân phó một tiếng chúng tôi cam đoan sẽ làm tốt diệp vô phong vô cùng vui vẻ nói được như vậy đi mọi người cùng với anh dương để ý đến hướng đi của kiều thất ở bên kia chú ý về mọi mặt xem Kiều Thất đang làm gì. Mặt khác, còn phải thu thập một số các tài liệu đen phạm tội của Kiều Thất, cố gắng hết sức tìm đủ là được. Vâng, ba người Dương Trấn Hoa cùng nhau trả lời. Động tác đơn giản này chính là thể hiện sự phục tùng và sự tán thành tự tận sâu trong đáy lòng của bọn họ đối với Diệp Vô Phong. Trương Long bỗng nhiên nói tiếp, anh Diệp, Kiều Thất có một tên cấp dưới tên là Tần Trí Dũng, ở Phụng Thiên được gọi là Anh Dũng. Trong khoảng thời gian, anh ta dẫn theo người đi trừng trị không ít người, ví dụ như cái chết của Lâm Hoài Công và Hồ Tam chắc chắn có liên quan đến anh Dũng. Ồ, Tần Trí Dũng sao? Anh ta là người giết Lâm Hoài Công và Hoài Tam sao? Cậu có bằng chứng gì không? Diệp vô phong nhịn không được hỏi. Trương Long lắc đầu nói, chuyện giang hồ như thế này, tất cả mọi người đều hiểu rõ trong lòng nhưng biết đi tìm chứng cứ ở đâu chứ. Mấy năm qua, Tần Trí Dũng mới luyện được một loại tà phái trên giang hồ gọi là ngũ độc tồi tâm trường, nếu như anh ta muốn giết người thì chỉ cần đánh chúng một trường trước ngực hoặc ở phía sau lưng, sau đó thì xoay người bước đi. Những người trúng trưởng, lúc ấy sẽ không nhìn thấy gì cả, nhưng khoảng hơn 10 phút sau thì sẽ bị suy tim tới mức tử vong. Ngũ độc tồi tâm trưởng ư, thì ra là thế, Diệp vô phong nhẹ nhõm gật đầu, Trương Long, cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết về thông tin này, vô cùng hữu dụng. Đường chạm trợn tròn hai mắt, tôi sẽ đi gặp tên tần trí dũng kia. Diệp Vô Phong cau mày nói, "Ngũ độc tồi tầm trưởng không phải tầm thường đâu. Đường Trảm, cậu vẫn nên tỉnh táo chút đi, lỡ như gặp phải anh ta thì cứ giao cho tôi." Đường Trảm nói với vẻ không phục, "Chỉ dựa vào anh ta mà có thể dùng một trưởng đánh chết em sao? Nếu như anh ta thật sự có thể làm được thì em sẽ chấp nhận số phận." Diệp Vô Phong chừng mắt nhìn anh ta, "Nói bậy gì đấy? Tôi không cho phép cậu đi mạo hiểm." Đường Trảm cười ngượng ngùng, "Được rồi, Đại ca nói gì thì chính là như thế. Diệp Vô Phong nói, đường chảm, cậu vẫn nên đóng vai du khách không liên quan gì tới tôi đi. Chỉ cần cậu rời khỏi tòa nhà này thì sẽ không liên quan gì đến Hoa Cường cả. Đường chảm gật đầu một cách nghiêm túc, em hiểu rồi ạ. À? Bọn họ làm như vậy chính là để phối hợp ăn ý với nhau hơn, khiến cho Kiều Thất không hiểu rõ thực lực của Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong tiếp tục nhìn về phía dương chấn hoa chuyện chúng ta sát nhập với nhau tạm thời chưa cần công khai vội, không thể để cho Kiều Thất nắm được tin tức. Nếu không sẽ khiến cho Kiều Thất có sự phòng bị, như vậy thì chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc đối phó với anh ta hơn. Vâng, ba người Dương Trấn Hoa cùng nhau gật đầu. Diệp vô phong đứng lên, mọi người cùng nhau làm việc nhưng vẫn phải bí mật làm việc, hoặc là đi đâu đó cũng phải cố gắng giữ bí mật. Dương Trấn Hoa cùng với đường chảm cùng nhau được, được ạ. À đi ra bãi đỗ xe, đường chảm và dương chấn hoa để lại thông tin liên lạc của nhau, sau đó từng nhóm dùng xe rời đi từng lúc khác nhau. Tần Trí Dũng, anh Dũng của Phụng Thiên Ư, sau khi Bạch Tinh Đồng nghe Diệp Vô Phong nói tới ngũ độc tồi tâm trưởng của Tần Trí Dũng thì bỗng chốc hận tới mức nghiến răng nghiến lợi thật tốt quá. Nếu như chúng ta đã có được manh mối như vậy thì tôi xin Xung phong đi bắt Tần Trí Dũng. Đừng, Diệp Vô Phong vội vàng ngăn cản, Loại người như Tần Chí Dũng là kẻ chuyên đi giết người không thấy máu, cực kỳ xảo quyệt. Nếu như công an các cô đi truy bắt anh ta thì chắc chắn sẽ bị trọng thương nghiêm trọng. Cô cứ yên tâm, tôi sẽ nghĩ cách bắt anh ta. Anh ư, Diệp Vô Phong, nếu như người nào chúng phải ngũ độc tồi tâm trưởng của anh ta thì chắc chắn sẽ phải chết, chẳng lẽ anh có cách nào khác ngăn cản ư? Anh không thể mạo hiểm như vậy được, Bạch Tinh Đồng đương nhiên vô cùng lo lắng cho sự an toàn của Diệp Vô Phong. Ờ. Được rồi, tôi sẽ không mạo hiểm, nhưng chắc chắn có thể bắt được anh ta, cô cứ yên tâm đi." Diệp Vô Phong cảm nhận được sự quan tâm và lo lắng của cô ta cho nên đổi cách nói chuyện. Thật ra trong lòng của Diệp Vô Phong nghĩ rằng, chỉ dựa vào tần trí Dũng sao? Ngũ độc tồi tâm trưởng thì có gì ghê gớm chứ? Anh còn từng trải qua những trận đấu còn nguy hiểm hơn cả thế. Diệp Vô Phong không cho Bạch Tinh Đồng đi bắt tần trí Dũng là vì thật ra anh rất lo lắng cho thói quen làm gương cho mọi người của Bạch Tinh Đồng nếu như để cô ta đi chống lại tần trí dũng thì xác suất bị đánh chết vô cùng lớn ba người dương trấn hoa đi tới nhà của dương trấn hoa trương hổ thận trong nói thưa sư phụ sư phụ tin tưởng diệp vô phong như vậy sao trương long trừng mắt nhìn người anh em của mình một cái dương trấn hoa gật đầu trương hổ con lo anh diệp là kẻ lừa đảo sao trương hổ cười mỉa mai dù sao con vẫn luôn cảm thấy rằng diệp vô phong và đường chảm như kiểu thổi phồng mọi chuyện lên vậy Đúng là bọn họ đã tiếp nhận hạng mục lớn xây dựng lại cảng ở Hoa Hải, nhưng hạng mục này cũng cần phải rót một số tiền vô cùng lớn vào. Hạng mục bên kia vẫn còn đang xây dựng, thế mà bọn họ lại muốn đến phát triển ở Đông Bắc của chúng ta, lại còn cần phải rót số vốn vô cùng lớn mới có thể bắt đầu được, chẳng lẽ bọn họ giàu nhất cả nước hay sao? Nếu thật là như vậy thì bọn họ cần gì phải đến nơi cho ăn đá, gà ăn sỏi như Đông Bắc này để phát triển chứ? Dương Trấn Hoa Cao Mày suy nghĩ, Trương Hổ, con nói cũng có lý, thế nhưng con nhất định phải tin tưởng anh Diệp, không phải chúng ta đã từng điều tra qua rồi hay sao? đúng là anh Diệp tới đây để đối phó với Kiều Thất, chỉ cần như vậy là đủ rồi. còn về nguyên nhân mà anh Diệp muốn đối phó với Kiều Thất thì chúng ta cũng không hiểu rõ. kẻ thù của kẻ thù thì chính là bạn của chúng ta, cho nên chúng ta đánh cược bằng cả hương hoa chính là vì muốn nhận được sự tin tưởng của anh Diệp. Còn sau này chúng ta có thể thật sự trở thành vua của Đông Bắc hay không thì thật ra sư phụ cũng không để ý lắm." Dương Trấn Hoa nói tóm gọn lại. Chương 380, cảnh sát giao thông tới cửa. "Thưa thầy, vậy bây giờ chúng ta làm gì ạ?" À? Trương Long tinh thần sảng khoái hỏi. "Cử tất cả anh em của chúng ta ra, dựa theo ý của anh Diệp, thu thập hết thảy tin tức liên quan tới Âu Dương Lôi, sửa sang lại, sau đó giao cho anh Diệp." Đồng thời còn cùng Trương Hổ phải làm cho tốt hai cái hạng mục đấu thầu liên quan đến công việc, cố gắng hết sức đem công việc hoàn thành tốt nhất, cũng là để cho anh Diệp thấy được một chút thực lực của chúng ta. Dương Trấn Hoa nghiêm nghị nói. Vâng ạ, à, chúng con lập tức bố trí ngay. Hai anh em Trương Long vội vàng rời đi. Tần trí dũng phái người đi cũng là một mực theo dõi Diệp vô phong, nhưng bởi vì năng lực theo dõi của Diệp vô phong quá mạnh mẽ, người mà tần chí dũng cử đi mỗi lần đều mất dấu cuối cùng chỉ có thể ngồi chờ ở tòa nhà của công ty Hoa Cường. Diệp Vô Phong vừa ra khỏi cửa, bọn họ liền lập tức báo cáo cho Tần Chí Dũng. Anh Dũng, Diệp Vô Phong lại ra rồi. Mặc dù biết Diệp Vô Phong rất lợi hại, nhưng Tần Chí Dũng vẫn quyết định tự mình gặp Diệp Vô Phong một lần. Bởi vậy, anh ta lập tức ra mệnh lệnh, nghĩ cách đuổi theo, sau đó báo cáo vị trí cho tôi. Rõ. Đàn em của anh ta lập tức lái xe đuổi theo. Anh Dũng, tên nhóc này lái xe tiến vào cục cảnh sát. Ồ anh ta đến cục cảnh sát, đến làm cái gì? Không biết, chúng em cũng không dám vào cục cảnh sát nghe ngóng tin tức. Chỉ một lúc sau, bọn họ lại báo cáo, anh Dũng, anh ta đi từ cục cảnh sát ra. Rất tốt, lần này, nghĩ cách đụng chúng xe của anh ta. Tần Chí Dũng ngoan độc nói, tốt nhất có thể đâm chết anh ta. Rõ, hai người theo dõi này có một người kỹ thuật lái xe coi như không tệ, lấy xe ô tô đụng xe ô tô, chỉ ít có thể đem đối phương đụng tới choáng, sau đó vấn đề lập tức đơn giản diệp vô phong ở phía trước lái xe sớm đã phát hiện chiếc xe ô tô màu đen phía sau đang theo dõi mình nhưng anh không sốt ruột đi một vòng trên đường bao quanh bên ngoài tỉnh phụng thiên tốc độ cũng không quá nhanh từ trong kính chiếu hậu diệp vô phong nhìn thấy được khoảng cách của đối phương với mình là một chiếc xe dường như cũng không nóng vội phía trước chính là ngã tư chiếc xe bám theo kia bỗng nhiên tăng tốc vượt lên trên một chiếc xe khác Diệp vô phong lập tức cảnh giác theo, bọn họ làm vậy là muốn chơi như thế nào. Dầm, chiếc xe của đối phương một mực tăng tốc, khoảng cách với xe của Diệp vô phong chỉ còn 10 mét, phía trước lại là đèn đỏ, anh đã giảm tốc độ. Sau đó, anh lập tức nhạy bén cảm nhận được tốc độ xe của đối phương có vấn đề. Đây là muốn trực tiếp đụng xe của mình. Trong nháy mắt, Diệp vô phong dẫm lên chân ga, anh lái chiếc xe đi, lập tức vọt lên phía trước vượt qua vạch phân cách, sau đó lại nhẹ nhàng quay đầu xe lại ngay trên vạch kẻ dành cho người đi bộ. Sở dĩ làm như thế là bởi vì tại vạch phân cách, hai bên đều có xe dày đặc, căn bản không có chỗ trống. A, à, tên nhóc này kỹ thuật lái xe rất lợi hại, tên lái xe vốn cho rằng Diệp Vô Phong sẽ trực tiếp vượt đèn đỏ, lại không nghĩ tới, Diệp Vô Phong sau khi vượt qua vạch phân cách, vậy mà quay đầu xe trở về. Dầm, chiếc xe ô tô màu đen bám theo bởi vì tốc độ quá nhanh, không làm tốt việc chuẩn bị để quay đầu. Đầu xe xông về phía trước. Đúng lúc này, một chiếc xe tải vận tốc 60 cây số trở lên đi tới. Thế là, chiếc xe đó liền bị xe tải lớn chạy tới đụng chúng Tài xế xe tải căn bản không kịp phản ứng, bởi vì ông ta nhìn thấy xe trước mặt nhẹ nhàng quay đầu, vốn cho rằng nguy hiểm đã qua, làm sao cũng không nghĩ tới còn có chiếc xe thứ hai xông lên. Rầm, chiếc xe bám theo bị xe tải va chạm rất mạnh, mảnh vụn bay tán loạn, giống như hộp giấy nhỏ, bay ra mười mấy mét lộn hai vòng, cuối cùng rơi xuống, nằm trên mặt đất. Kít, xe tải lớn vội vàng phanh lại ở giữa ngã tư đường, tài xế xe tải choáng váng tại chỗ, mẹ kiếp. Tên này vượt đèn đỏ sao? Thế mà ông đây lại tuân thủ quy tắc giao thông. Thế là người đàn ông lái xe tải vội vàng báo cảnh sát, lúc này Diệp Vô Phong lái xe vòng qua xe tải rời đi. 10 phút sau, cảnh sát giao thông cùng đội phòng cháy chữa cháy, xe cứu thương đến. Người bên trong xe một chết một bị thương nặng người bị thương nặng nằm ở trên ghế lái hai chân biến dạng nhất định phải cắt bỏ mới có thể đem người mang ra đợi đến khi đội phòng cháy cắt bỏ thành công đôi chân đem người từ bên trong cẩn thận từng ly từng tí mang ra người bị thương nặng kia cũng bởi vì vết thương quá nặng mà mất đi dấu hiệu sống cuối cùng xui xẻo cho tài xế lái xe tải đứng tại ven đường không ngừng mà gọi điện thoại cho chủ xe xem ra lại phải giao hàng trễ rồi tần trí dũng đến rất nhanh Nhìn thấy đàn em của mình lại đem xe đụng thành thê thảm như vậy lập tức giận dữ không thôi, tên Diệp Vô Phong đáng chết, mày hại chết hai người anh em tốt của tao. Xem ra tao không giết chết mày không được. Đạo lý của Tần Chí dũng chính là như vậy, tao theo dõi mày, xảy ra tai nạn xe thì chính là mày hại. Kỳ thật lúc ấy Diệp Vô Phong nhẹ nhàng quay đầu xe là do thấy được xe tải đang lái nhanh tới, thật ra là anh có thể chạy qua ngã tư trước khi xe tải tới, nhưng nguyên nhân hết lần này tới lần khác anh muốn quay đầu trở về là bởi vì Diệp vô phong quen việc tuân thủ quy tắc giao thông, không muốn vượt đèn đỏ. Đáng tiếc là, lại khiến chiếc xe theo dõi kia đụng phải xe tải. Ô uê e, ô e, trên đường phía trước công ty Hoa Cường hai chiếc xe của cảnh sát giao thông đang tới. Sáng sớm ngày thứ hai, một trung đội trưởng cảnh sát giao thông dẫn đầu bốn cảnh sát giao thông, ngang nhiên tiến vào tòa cao ốc. Các đồng chí cảnh sát giao thông, các anh có chuyện gì không? Đội trưởng đội bảo vệ Hàn Kỳ khuôn mặt tươi cười ninh tiếp chúng tôi cần tìm một chiếc xe ô tô biển số xe là AXXXX, vừa rồi người điều khiển chắc là diệp vô phong mời anh ta ra đây một chút trung đội trưởng đội cảnh sát nghiêm túc nói a à, tổng giám đốc diệp của chúng tôi xảy ra tai nạn xe sao hàn kỳ kinh ngạc nói anh đừng quản nhiều như vậy gọi anh ta ra đây đi theo chúng tôi một chuyến trung đội trưởng ngồi trên ghế sofa ở sảnh lớn tầng một nói tiếp anh ta dính líu tới một vụ mưu sát mưu sát hàn kỳ ngạc nhiên đồng chí cảnh sát nếu như là tội mưu sát cần cảnh sát hình sự tới điều tra chứ các anh tới là làm cái gì anh nói gì vậy nếu anh còn dám chống đối người thi hành công vụ chúng tôi liền báo cáo anh đánh cảnh sát đây chính là tội lớn chúng tôi chấp hành pháp luật đều là có ghi chép lại rõ ràng trung đội trưởng chỉ huy hiệu trên vai của mình được rồi để tôi đi gọi tổng giám đốc diệp hàn kỳ quay người đi đến chỗ thang máy Dùng ánh mắt ra hiệu cho tên bảo vệ khác coi chừng mấy tên này. Mười tên bảo vệ chậm rãi đi tới chỗ bốn tên cảnh sát giao thông, dùng thân thể chặn ánh mắt bọn họ nhìn về hướng thang máy. Các người làm cái gì vậy? Muốn cản trở chúng tôi thi hành pháp luật sao? Quả thực là hỗn láo. Tránh ra, trung đội trưởng hầm hầm gian dậy mười tên bảo vệ. Nhưng mười tên bảo vệ này đều nở nụ cười, không tranh luận cũng không tránh ra, cười hì hì tiếp tục đứng tạo thành bức tường. Ô! cảnh sát giao thông tìm tới cửa sao. Ha ha, Diệp vô phong cười, đi, tôi đến xem bọn họ một chút. Hàn kỳ vội la lên, tổng giám đốc Diệp, bọn họ rõ ràng là đến đây bắt người, anh không thể đi cùng bọn họ được. Bằng không, anh có bao nhiêu cái miệng, cũng không giải thích rõ ràng được với với mấy tên cảnh sát này đâu. Không có việc gì, tôi ngược lại muốn xem tay của Âu Dương Lôi ở tỉnh Phụng Thiên có thể duỗi dài được bao nhiêu. Diệp vô phong trực tiếp xuống tầng 1 audio điện tử võ tấn bền hết chương 380